Rồi vô lại nhưng mới chịu nha. Vô lại đi mới chịu. Ủa cái này còn màu gì em? Hai màu còn luôn à? Dạ đó, cái hơi màu đi. Ý là cái đó nó trộn màu hay sao? Không, hồi sáng nó trộn màu hay dạ, là... Dạ, có trộn màu. Ủa, trộn màu hả? Mà màu đen cũng vậy. Vâng. Màu đen chưa còn bã rồi, còn cái em đo này. Rồi lên nha mới chịu nha, vô lại dùng cho em với. Không, mình dùng cho em mã tặng kèm số điện thoại đi mới chịu. Tặng kèm số điện thoại nha mới chịu nha. Tranh thủ vô lên đi mấy chị ơi. Trời ơi, mất hết nửa tiếng rồi. Lên mấy chị ơi, vô nha. Để lên luôn, dùng mấy cái túi mini mini lên. Đây, mấy cái túi này là dành cho những chị nào hôm qua không có vô xem được ha. Tại vì cái túi này là cuối like em mới like luôn á. Cái túi beo này dễ thương quá. Đó, cái túi này dễ thương lắm luôn mấy chị ơi. Nhưng mà do lúc tối á, là em like bị trễ mấy chị. Cuối like em mới like nha mấy chị nha. Cái này là em về được 40 cái. Bây giờ em còn tầm khoảng 10 cái nè. Có cả màu màu nâu nữa đúng không? Ủa nhưng màu này chị chưa có like luôn á. Màu này chị chưa có like luôn nè. Ừ màu đỏ. Ui đẹp quá. Chị thấy xịn chưa? Thấy cái màu này đẹp đẹp. Màu này chưa like luôn nè mấy chị ơi. Để xíu lên nha mấy chị nha. Rồi chia sẻ like tương tác dùng cho Hải đi mấy chị ơi. Một lần vào trang cá nhân và 5 lần hồi nhóm. Để chế độ công khai dùng cho em. Cả màu nâu nữa nè. Ôi có mấy màu em chưa có lên luôn đó mấy chị. Lúc đó em chưa có lên kịp á. Rồi có mình dùng cho em mã tặng kèm số điện thoại dùng cho em ha. Chia sẻ like tương tác lên mấy chị ơi. Tặng kèm số điện thoại mấy chị cố gắng chia like lại giúp em đi ạ. Bảo hơn chia sẻ like lên giúp em, nó lên mã tặng mấy chị nhỉ. Trang Nguyễn 947 chia sẻ like lên giúp em đi ạ. Rồi nhiều anh chia sẻ like để chế độ công khai lên giúp em ha. Rồi tặng luôn đi anh, thôi tặng đi rồi đây. Rồi có mình dùng cho em mã tặng kèm số điện thoại dùng cho em, chia sẻ like lên ha. Bây giờ em tặng cái này trước em mới chịu nha. Xong em sẽ lên tặng mấy cái mã một cái, hai cái, ba cái dành cho vị nào chia sẻ like nha mới chịu nha. Rồi có mình dùng cho em mã tặng kèm số điện thoại dùng cho em, một lần vào trang cá nhân và 5 lần hội nhóm để chế độ công khai. Cho em xin nút chia sẻ like tương tác nha mới chịu nha. Chị nào mà trước giờ chưa được tặng á mấy chị cố gắng tương tác lên mấy chị nha mới chịu nha. Mình có tương tác mình lên nha mới chịu nha. Lên mã này kia nhưng mà mình không có chia sẻ like là mình không có được tặng đâu mấy chị. Nên là mình cố gắng mình chia sẻ like lên nha mới chịu nha. Mấy con này em nói thật luôn ấy nha mới chịu nha. Bình thường là em bán rất là rẻ luôn nhưng mà em đảm bảo luôn. Mấy chị đi chỗ khác hay là mấy chị đi vô số ha. Em đảm bảo mấy chị mua con này trên 250 ngàn. Trên 250 nha mới chịu nha. Hãy bán nó rẻ bèo à nha mới chịu nha. Nhưng mà vô shop lúc nãy bạn cũng đi mua trên 200-250 trơn á nha cả nhà ơi. Đây là chị nào được cái tặng cái này. Tại vì mã này em hết rồi nha mới chịu nha. Em hết mã này rồi. Nên là có một con của khách mà kiểu giống như là không bữa hôm trước lấy đơn rồi mấy chị. Nhưng mà đi đơn này bị xả mấy chị. Nên là em tặng luôn cho khách luôn ha. Rồi có mình dùng cho em mã tặng kèm số điện thoại dùng cho em. Chia sẻ like tương tác lên nha cả nhà ơi. Tặng kèm số điện thoại lên giúp em nha. Tương tác kéo quá mấy chị ơi. Em like luôn mấy chị ha. Được tặng kèm số điện thoại lên cho em đó mấy chị nhá. Lên liền cho em mã tặng kèm số điện thoại đi mấy chị. Tặng kèm số điện thoại dùng cho em ha. Chia sẻ like lên mấy chị. Một lần vào trang cá nhân, hai lần vào nhóm chị cũng được hết ha. Rồi lên liền cho em mã A1 nè. Em tặng mấy chị con váy này 39 ngàn luôn. Em chỉ chốt kỳ nào có chia sẻ like ha. Chị nào không chia sẻ like không chốt cho mấy chị luôn nha. Siêu rẻ luôn. Tặng mở tim chị Diễn gì 558 ha. Rồi lên nha mới chịu nha. Rồi lên không. Rồi lên liền cho em mã A1 dùng cho em nè. Lên liền cho em mã A1 nha mới chịu nha. 39 ngàn dùng cho em. Chị chốt tiền nào chị chốt tiền nào đã chia sẻ ra cho em. Mấy chị A1 39 ngàn cho Trang 749. Rồi lên liền cho em mã A2 dùng cho em. Tặng mấy chị con này 39 ngàn luôn. Chốt liền cho em mã A2 39 ngàn. Em có một con nè. Lên liền cho em mã A2 dùng cho em 39 ngàn. Rồi con này mỗi em mẫu có em có một con hai con thôi mấy chị ha. Rồi con này em có duy nhất một con nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã A3 dùng cho em. Tặng mấy chị con này 59 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mã A3 59 ngàn. A2 39 ngàn cho chị Hiền Hiền. Rồi cái set này em có duy nhất một set nha cả nhà ơi. Một set thôi. Em bán tặng cho mấy chị cái set này 59 ngàn luôn. Lên liền cho em mã A2 dùng cho em. A4. Anh lên liền cho em mã A4 tặng mấy chị con này 59 ngàn. Lên liền cho em mã A4 A3 cho Nguyễn Thủy. Rồi lên liền cho em mã A4 dùng cho em tặng mấy chị 59 ngàn. Một con áo set 24 có một set thôi. À, cái này em có một set này mấy chị ơi. Ủa
Bây giờ em tặng mấy chị cái set này cho chị nào nhanh ha. Đây, có một set duy nhất nha. Đây, tặng mấy chị luôn. Có 4 cho em cho phụ quý. Chị bán vừa tặng nha, tặng mấy chị cái set này 4 con luôn, 89.000. Lên liền cho em mã A5. Chị nào lên nhanh thì có nha, mới chịu nha. Rồi lên liền cho em mã này là mã A5, 89.000. Có được 4 con áo, 4 con áo len mông luôn. Đây, hết rồi nha, mới chịu nha. A5, 89.000, 4 con lên giúp em ạ. Rồi lên liền cho em mã A6 dùng cho em, 4 con duy nhất luôn, 89.000 luôn. Lên liền cho em mã A6. A5 Dung Nguyễn chứ hay không? Rồi lên liền cho em mã A6 dùng cho em, 4 con duy nhất, 89.000 luôn. Lẹ mấy chị ơi. Chị nào nhanh có nghe, chậm là không có luôn. A6 giúp em 89.000 đi ạ. Rồi lên liền cho em mã A6 đi mấy chị, 89.000. A6 giúp Hiền Hiền. Rồi lên liền cho em mã A7 dùng cho em, em có được 3 con áo phông trơn tặng mấy chị 49.000. Lên liền cho em mã A7 dùng cho em 3 con này, em tặng mấy chị 49.000 nè mấy chị. Lên liền cho em mã này là mã A7 dùng cho em, 49.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã A7 49.000. A7 áo phông màu trắng 49.000 lên cho em mấy chị ạ. Rồi lên liền cho em mã A8 dùng cho em, nghe giá nè. Nghe giá như mấy chịu nha. Tặng mấy chị con này 79.000. A7 cho lên lên. Rồi lên liền cho em mã này là A mấy? A8 dùng cho em 79.000, không nghe nhầm nha mấy chịu nha. Em chỉ chốt cho A7 cho Phương Phạm. Mấy em 10 cái à? Em chỉ có 9 cái và em chốt thì chính chị chia sẻ like, chị nào không chia sẻ like. A7 cho bác Chip. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, lên liền cho em mã A8 dùng cho em 79.000. Em chỉ chốt cho chị nào chia sẻ like ha. Chị nào không chia sẻ like hãy không chốt nha mấy chịu nha. Nên là chị nào muốn mua hàng rẻ thì cho hãy xin nút chia sẻ like đi cả nhà, để hãy có động lực để hãy săn nhiều hàng rẻ cho mấy chị ha. Con này mấy chị mua xương xương ngồi cũng 100-200-300 rồi nha. Em bán tặng mấy chị 79.000 mà không cho hãy lượt chia sẻ like thôi nha mấy chịu nha. Rất là buồn luôn ấy nha cả nhà ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, chốt liền cho em mã A8 dùng cho em 79.000 dùng cho em ha. Chia sẻ like lên nha cả nhà ơi. A8 mua ơi. Rồi lên liền cho em mà A8 dùng cho em 79.000. A8 79 cho Cathy. Lên liền cho em mà A8 dùng cho em 79.000 dùng cho em một túi nha mấy chịu nha. A8 giúp em 79.000 đi ạ, cho Thủy Thủy. Chia sẻ like lên nha mấy chịu nha, tương tác quá Hải nè cả nhà ơi. A8 79.000 lên giúp em mới cho Nguyễn Thủy. Rồi. Rồi lên liền cho em mà A9. A8 cho chị. A79 thì bác chiếm quá rồi ạ. Đẹp hẹp 79. A8 Phương Phạm. Rồi lên liền cho em mà A9 79.000 túi mini. A8 cho chị. Xe dịch vụ du lịch Vũng Tàu. Chị thấy lấy con này may này, chị thấy mà này đẹp này, chị thấy này. Áo tắm cho Việt nữ. Dễ thương chưa, ôi cái mèo này xinh quá à. Áo tắm em còn 2 con cuối cùng, chờ lại chút liền cho em mới chờ cho Trang Trang. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Cái liền cho em mã này là mã A9 dùng cho em 79.000. Túi mini dùng cho em, có được không? Mấy con em? Nó cho lên rồi. Cái này như 10 con chứ. Rồi lên liền cho em mã A9 nghe mỏ. Rồi lên liền cho em mã A9 dùng cho em 79.000 dùng cho em. Thôi bà tao lên mã A9 79 à. Cái này em có được có 10 con thôi nha. Cái túi mini này nè, mấy chị nào có con gái mua cho con gái cũng được. Hay là mình mua mình để dành Tết mang mấy chị, hoặc là mình mặc với lại mấy con váy á, phố đồ đẹp lắm, dễ thương lắm. Có 79.000 rồi mấy chị, mua mấy con này về phố đồ mặc rất là xinh nha. À quên, mang rất là xinh phố đồ vô mấy chị nha. Lên liền cho em mã A9 dùng cho em với giá là 79.000. A9 cho Yến Nhi. Lên liền cho em mã A9 đi mấy chị ơi. Chị xe gì vừa chúng là chúng ta thì có rồi chị. A9 cho Nguyễn Thủy. A9 cho Nguyễn Tâm. Rồi lên liền cho em mã A10 dùng cho em nè cả nhà. Tặng mấy chị nốt mấy con này luôn. A9 cho Bình Hương. Rồi lên liền cho em mã A10 dùng cho em. Tặng mấy chị con áo phông này 49.000. Lên liền cho em mã A10 49.000. Hãy có một con. A9 cho NG Mỹ Anh. A9 lên giúp em à, 79.000 mới giờ túi à. A8 mới định lên giùm Lê ơi. 2 con mấy chị ơi, 3 con. A9 Dương. 3 con ha, tặng mấy chị con váy này 59.000, size M, hàng kim. Hàng kim studio. A9 cho Thu Hương. Rồi lên liền cho em mã này là mã A11 dùm cho em, tặng mấy chị con này 59.000. Size mấy chị 52, cái đũa lạc men ok. A9 cho Ba Ly Nguyễn. Con này là mấy chị may hàng Tết là đúng bài luôn á, đẹp lắm. Rồi lên liền cho em mã A11 dùm cho em ha. A11 59.000 dùm cho em. Cái này em có 3 con. Ờ. A11 49.000 cho Yến Nhi 58. A11 59.000 lên giúp em ạ. Váy mà A11 59.000 bây giờ cho Dung Nguyễn 3 con. Rồi con này em có được 2 con mấy chị ơi.
Lên liền cho em con này là Zoom nha. Lên liền cho em mà A12 nè. Tặng luôn cho mấy chị 59.000 luôn. Con này đẹp lắm luôn ấy nha mấy chịu nha. Tặng mấy chị 59.000. Lên liền cho em mà A12 Zoom 52 cái đũa lạnh ok. Tặng mấy chị 59.000 luôn. Lên liền cho em mà A12 59.000. Giùm A12 là giùm em 59.000 có hai con thôi. Lên liền cho em mà A12 giùm cho em 59.000 giùm. Lên liền mà giùm A12 giùm em mấy chị ạ. Rồi lên liền cho em mà A13 giùm. A12 cho em đi. Rồi cái quần này ha, lên liền cho em mà A13 em tặng mấy chị con quần này luôn, 59.000 luôn. Con này là 65 cái đũa lạnh men ok. Ở dưới là quần ống bo giùm cho em ha, tặng mấy chị 59.000. Cái này em bán tri ân nha mấy chị ơi nha, không có giá lãi luôn ấy. Bán sale luôn cho cả nhà luôn. Lên liền cho em mã giùm cho em. A13 dùng cho em, tặng mấy chị 59.000 nha. Mấy chị chúc lại cái mã này nè, quần này đẹp lắm. Lên liền cho em mã. A3 59.000 cho chị xây dựng cho chúng Tàu. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Cái dùng cho em mã này là mã A3 cho Hiền Hiền. Rồi lên liền cho em mã này là mã A14 dùng cho em. Tặng mấy chị cái túi này với giá là bao nhiêu rồi hả? A13 em bỏ không hiểu. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. A14 79.000 mấy chị lên màu dùng cho em. Em có màu đen. A13 cho Duyên Vũ. Và em có màu kem, chị nào ưng lấy màu gì của mình màu chiều mai ghé lấy là có chị Nga bỏ nha. Ai ba cho Minh Tuyết. Đây, cái này em có hai màu, màu kem và màu đen ha. Em tặng mấy chị 79.000 phun hộp phun như thế này nha mấy chị nha. Kem và đen dùng kem. Hãy có hai màu, màu kem và màu đen. Lên liền cho em mà A14 kèm màu dùng kem, kem và đen dùng kem ha. Chốt liền cho em mà A14 79.000 quý cầm tay dùng cho em. Hàng có hộp như thế này nè. Màu kem là em còn 3 con, màu đen là em còn 7 con nha mấy chị nha. Giờ lấy thì chốt liền cho em kem và đen dùng cho em. 79.000 ha. Lên liền cho em mà A14 79.000 thôi. Mấy chị mua về mang tặng cũng được nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mà A14 như xe vừa như là chúng Tàu. Rồi cái liền cho em mà A14 dùng cho em. Cho em. Rồi lên liền cho em mà A14 dùng cho em. A14 đen cho Kathy, Kathy. Lên liền cho em mà A14 dùng cho em ha. 79.000 dùng cho em. A14 đen cho anh Duy. A14 nha cả nhà ơi, 79.000. Ôi xin quá A14 là giúp em kèm màu ạ. A14 đen bị rồi. Lên liền cho em mà A15 dùng cho em. 79.000 cái túi nè. Tranh thủ nha mới chịu nha. Cậu này có nhiều hàng xinh lắm, mấy cái túi này dễ thương quá. A14 đen Trịnh Hoài Nguyên. A14 đen Nguyễn Thủy. Rồi lên liền cho em mà A15. Cưng quá trời cưng luôn. Anh vô cái áo em. Em có 3 con, em có 7 con. Em xem áo thôi đi cái chị. Ờ Hải không biết còn hay không á chứ ơi, để coi còn hay không á nha. Cái chị nó có nói có luôn. Cái này âm ấy. Rồi lên liền. A4 đen cho Nguyễn Thị Bích Duyên. Lên liền cho em mà A15 dùng cho em. Cái dùm cho em mà A15, túi này túi mini nha. Đã nói mini là sao mà bỏ được iPhone được mấy chị. Mấy cái này chỉ đeo bỏ được tiền thôi nha mấy chị nha. Hoặc là bỏ được cây xôn á. Nha cả nhà ơi, nó không có bỏ được điện thoại đâu nha. Túi mini. Rồi lên liền cho em mà A15 dùng cho em. Cái dùm cho em mà A15 dùng cho em. 79.000. Đây áo em mặc A15 Nguyễn Thị. Hàng nãy bạn order 250. A15 cho Maria Maria. 250 nha cả nhà. Em bán tặng với chị 119.000. Lên liền cho em mà A15. A15 Phương Trương. Rồi lên liền cho em mà A16 119.000. Em nói là con này mặc A15 cho Vương Bùi. Mấy chị không có tin. Tại vì được mấy hồi là em hay mua mấy con này em mặc này mấy chị. Đợt này em mua sale em mới like á. Nhưng có mấy cái hàng A15 Nguyễn Hường. Đẹp lắm. Rồi lên liền cho em mà A16 dùng cho em. 65 cái đũa lạnh men ok. 119.000 dùng cho em. Lên liền cho em mà A16 119 có 119.000. Thì Nguyễn Hường ơi, thích mới chọn thêm thì cọp với em 200 rồi tài khoản rồi cho tiếp chị nhá. 200 đũa lên đó mấy chị. 200 đũa lên ha. Lên liền cho em mà A16 dùng cho em 119.000. Chốt em mà A16 119 dùng cho em. Phải có được có 3 con thôi. A16 ok 119.000 ạ. 3 con thôi nha cả nhà ơi. Kèo lấy thì chốt liền cho em. A16 dùng cho em. Cái liều cho em mà A16 119.000 thôi mấy chị. Hàng đẹp lắm luôn nha. A16 cho Trinh Bi Phạm. Còn A16 79.000 lên giúp em. 119.000. A16 119 ạ. Rồi lên liều cho em mã A17 dùng cho em nè mấy chị nè. Một con váy 119.000. A15 lúc nãy 79.000 cho Môn Gia Hân. Rồi cái này lên liều cho em mã A17 dùng cho em 119.000. Lên liều cho em mã A17 119. Cái con này nè cả nhà. Cái này mấy chị có thể phối một con áo ghi lê bên ngoài cũng đẹp nha. Tại vì đầm của nó đã đánh giác đầm sơ mi.
dáng đầm sơ mi ha. Form này 65kg đổ lại em ok. A16 cho Yến Nhi 075. Dùng cho em mà A17 119.000 có 3 con thôi. 3 con nha. Giờ lấy chút dùng cho em mà A17. A17 119 cho Trịnh Hồi Nguyên. Rồi lên liền cho em mà A18 dùng cho em với giá là 89.000 một con. A7 Tuyết Sơn. Con ghi lê này mặt xinh lắm nha mấy chị ơi, phối đồ hơi bị cưng luôn ấy. Rồi lên liền cho em mã này là mã A mấy? Ghi dùng cho em mà A18 dùng cho em với giá là A17 Minh Tuyết. Ok là chuyên vi phạm nha. Cái này em có 3 con thôi nha. Lên liền cho em mã này là mã A18. Ghi dùng cho em mã A18 dùng cho em với giá là 89.000. Ghi lê con này design Korea dùng cho em. Con ghi lê trơn ha, mà phối rất là đẹp luôn mấy chị. Cái này về phối sơ mi cho Hải nha, mặt lên cưng lắm. Lên liền cho em mã dùng cho Hải A18 cho em 89.000 đi ạ. Lên liền cho em mã A18 dùng cho em 89.000 dùng cho em. Lên liền A18 cho em nhỏ. Rồi lên liền cho em mã A19 69.000. Con này là siêu cần luôn á mấy chị. A7 em mới rồi bây giờ. Siêu cần luôn. Rồi lên liền cho em mã A19 dùng cho em 69.000. Con áo nâu này thật sự luôn mấy chị. Thấy mấy trong cái video mà người ta dạy phối đồ mấy chị, mùa đông rồi nè, là trong tủ chị nào cũng phải có 2-3 màu ha. Và cái màu nâu này cực kỳ dễ phối luôn. Mình có thể phối mặt manto này, có thể phối với lại áo len garigan này kia nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã A19 nha mấy chị nha, 69.000. A17 hết rồi chị Dung Nguyễn nha. Lên liền cho em mã dùng cho em có chắc co giãn cho mình này. Ghi liền cho em mã này là mã A19 dùng cho em với giá là 69.000. A19 Dung Nguyễn Duy Lan. 19 69.000. Mấy cái này dễ phối đồ lắm luôn á, cả nhà mua mấy con này dễ phối nè. Mặt quần rinh ôm cũng đẹp lắm. Lên liền cho em mã A19 dùng cho em. Ghi cho Hải A19 nha mấy chị. A19 là như em 69.000 ạ. 69.000 thôi, chắc đẹp lắm. Rồi lên liền cho em mã đây là mã A20 89.000 bộ lụa. A18 lúc nãy 89.000 cho anh Dung. Rồi lên liền cho em mã A20 dùng cho em với giá là 89.000 dùng cho em. Cái liền cho em mã A20 89.000 dùng cho em nè. Cái này là nguyên của nó là bộ lụa nha mấy chị. A18 lúc nãy 89.000 cho anh Lê 698. Rồi lên liền cho em mã này là mã A20 dùng cho em 89.000 bộ lụa. Màu xanh than á, màu sạch á, màu tối á cả nhà. Chị nào thích màu tối lấy màu tối cho Hải ha. Hãy có được 5 bộ. 20 bộ lụa 89.000 thôi cho em ạ. Ôi bộ lụa. Bộ lụa mà em bán 89.000 lụa trơn nha cả nhà ơi, lụa trơn mặc rất là sướng luôn ấy. Tặng luôn mấy chị luôn 89.000. Ghi liền cho em mã dùng cho em. 89.000 nha mấy chị. Ồ cái này còn một con nữa. Ồ cái này phải cái mã quần này. Ồ cái này còn cục này không hay là rất là. 20 là giúp em bộ lụa màu xanh đen mấy chị ơi. Vừa xem mà chấm tương tác rồi chia sẻ like giúp em khỏi bị ẩn của mình mấy chị ạ. Cái quần này em còn một con á mấy chị ơi, có một con duy nhất thôi nha. Lên liền cho em mã A20 mấy? A21 dùng cho em, có một quần thôi mấy chị, size S. Lên liền cho em mã A21 với giá 20 cho hình vi 129.000, có quần duy nhất là hết rồi mấy chị ơi. Ồ cái này em thì chắc cũng phải 30 ri á. 30 ri nha, còn con cuối cùng size S nè, bạn nào mặc size S thì bút liền đi nha. 129.000, rẻ hơn ngoài tầm khoảng 100.000, rẻ hơn ngoài 100.000 luôn ha. Lên liền cho em mã dùng cho em size S, A21 size S dùng cho em. 20 bộ lụa cho Trần Trinh. Rồi lên liền cho em mã A21 size S dùng cho hả? Một phần thôi mấy chị ơi, hết rồi. 21 size S 129.000 cho em ạ. Lên liền cho em mã dùng cho em. Ghi liền cho em mã này là mã A22 dùng cho em nè. Tặng mấy chị con này 79.000, mấy chị lấy con này mà. 21 cho Nguyên Trần. Rồi lên liền cho em mã A22 dùng cho em nè mấy chị. Với giá là 79.000, con này 79.000. Chắc xịn lắm mấy chị, hàng len nha. Con này là len, chị nào mở trong cánh trong này kia, mấy chị lấy con này mang nè. Lấy con này mang nha mấy chịu nha. Vải của nó mềm mà đã lắm, cái này mang được quanh năm luôn á nha. Lên liền cho em mã A22 dùng cho em 79.000. Lên liền cho em mã A22 79.000. Lên liền cho Hải A22 79.000, Hải có 5 con thôi nè, cho chị con đôi đi nâu. A22 79.000 chim cút. Rồi lên tiếp nha. Ồ, lên con hôn. 22 đi Giang Huỳnh. 22 79.000 lên giúp em với chị ơi. 22 cho chị ạ. 20 lúc nãy 89.000 cho Kim Hằng Trần. Lấy con này về chị nào có con trai. 20 là bộ lụa cho Kim Hằng Trần nha. Hàng siêu cấp luôn á mấy chị nè. Hàng của nó là hàng
cái bao hàng LNG này. Phương giống hải đang mang nha mấy chị. Ai ai cho Phương bết bậy chứ. Cái này mấy chị mặc cái chân vái này kia rất là xinh luôn. Nó ôm ai ai gì hơn sao mò. Đẹp lắm cả nhà ơi. Em tặng mấy chị con này 119 ngàn. Ai ai cho lệ thôi. Rồi lên liền cho em A23 119 dùm cho em. Ở đây theo cho mình hàng theo ha. Cho lệ thôi ơi, chồng thêm thì cọp với em 200 vào tài khoản đi rồi cho tiếp chị ạ. Theo nha cả nhà ơi. Lên liền cho em A23 dùm cho em với giá là 119 ngàn. Áo hoodie hàng siêu cấp luôn đó mấy chị. Con này mặc sướng lắm luôn mà nó không bao giờ bị xù lông nha mấy chị nha. Không giặt máy giặt không có bị xù gì hết trơn á. Cái chất của nó đẹp lắm. 119 ngàn. Lên liền cho em mà A23 dùng cho em. Chị nào mà mua mấy con hoodie 300-400 ngàn mấy chị mua thử con này đi. Thật sự rất là xịn luôn. Xịn lắm mấy chị. A23 119 lên giúp em. Còn cái gì thủy thủy 119 ngàn chị nha. Lên liền cho em mà A23 dùng cho em ha. 119 ngàn thôi mấy chị. Một bao đó. Hàng luôn nha mấy chị nha. Ai ba một mười chín nhân Lê hai con. Chị anh Lê ơi, chị nào thích lẻ mà còn một lần hai ba con thì mới chị cọp với em 200 một tài khoản rồi em chốt cho chị nhá. Rồi lên liền cho em mã A24 109 ngàn lên size S. Ai ba cho A bỏ riêng con này nha cả nhà ơi, mặt không đẹp không lấy tiền mấy chị. Ai ba nương lương chắc có co giãn này. Em tặng mấy chị con này với giá là 109 ngàn kèm size dùng cho em. Lên liền cho em mã A24 kèm size SML 109 ngàn nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã A24 kèm size dùm em. Ok chị thủy nha. M CL cái màu này đẹp lắm luôn mấy chị ơi nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã A24 kèm size SML dùm cho em 109 ngàn. Khách nghe không nhầm đâu nha. Lên liền cho em mã dùm cho em. Kia liền cho em mã A24 kèm size vô mấy chị ơi. Size S, size M, size L dùm cho em. Có co giãn này. Ủa chị như cái đầu tóc nó rồi lên liền cho em mà A24 kèm size vô mấy chị size S, size M, size L nha. 109 ngàn. A24 cho Nguyễn lên size S. A24 kèm size với em size M Vinh Dương. A24 109 ngàn kèm size với em size L Tâm Yuri. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Con này màu đen. Trời ơi em nói là cần lắm nha mấy chị nha. Trong tủ mình mùa này nè, mấy chị phải có 2-3 màu để phối đồ mang nha. Mấy chị mặc với lại áo khoác dạ nè. A24 xé cho Kim Kim. Rồi lên liền cho em mã A25 dùng cho em với giá là 69 ngàn. Lên liền cho em mã A25 69 ngàn dùng cho em. Phone này cho mấy chị nào 55kg đổ lại. A24 xe lờ cho Thanh Dương. Ui chắc đẹp lắm mấy chị ơi. A25 69 ngàn. 25-69 ngàn cổ lên như thế này nè mấy chị nè. Đó. Mùa này là chị nào cũng phải có mấy con này trong tủ hết đó. Để phố đồ hãy mặc. A24 xe mờ hồng hơn. Rồi lên liền cho em mà A25 dùng cho em. Với giá là 69 ngàn nha. Chị nào lấy thì chốt liền cho em mà A24 xe. A24 kèm size với em mấy chị hả. A24 kèm size với mấy chị. A23 lúc nãy 119 ngàn cho An Ly Lê. Rồi lên liền cho em mà A25 dùng cho em. Cái này nè mấy chị mặc với lại một con quần rinh nè. Xong mấy chị mặc khoác ở bên ngồi ha, không có bị lạnh cổ này kia mấy chị. Con này mặc sướng lắm. Có 69 ngàn. A24 xe chị Thấm 69 ngàn ha. Lên liền cho em mà A25 69 ngàn dùng cho em. Chốt tiền cho hãy A25 69 ngàn. Rồi em lên cho mình một con siêu phẩm nha. Siêu phẩm luôn. A24 em chỉ còn xe ML thôi ạ. Con này không đẹp, trả lại hải luôn á mấy chị. A24 chỉ còn ML thôi mấy chị, A4L cho Kim Cúc. Đẹp không? Rồi lên liền cho em mà A26, 69 ngàn. Một con áo kiểu nè, bên hông của nó là xoắn. A4 em còn hai con size M chờ lấy chút liền cho em, nó hậu hơn có rồi ạ. A3 Lê có rồi nhở? Có, con này lên nhíu này nha mấy chị nha. Bên hông của nó là... 25 cho bóng bóng. Nhíu nhíu nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mà A26 dùng cho em với giá là 69 ngàn. A25 cho Vinh Dương. Rồi lên liền cho em mà A26 69 ngàn dùng cho em. Vạt của nó như thế này mình mặc với chân vái rất là xinh luôn. Lên liền cho em mà A26 dùng cho em 69 ngàn dùng cho em. A24 xe M cho MT Nguyễn. Rồi lên liền cho em mà A26 69 ngàn cả nhà ơi. Chị Mai Victor em báo rồi chị á, mấy chị khi nào hết cách ly mấy chị chọn mấy chị ơi. Ủa em thấy chị từ chối nhận hàng luôn hả? Từ chối nhận hàng mới cách ly. Hả? Đó là mấy chị cố tình bơm hàng luôn, mấy chị vừa cách ly rồi này nọ mấy chị ơi. Chị Mai Victor ơi, ý là khi nào mà chị
chị nhận được hàng chị đã chốt nha. Bây giờ em gửi hàng chị từ chối nhận hàng mà chị ai xá cho em luôn đi. Bên em cũng đâu có gửi mới vừa xả cái đơn hàng của mình luôn á chị. Em mới vừa xả ra luôn ấy nha. Ai sáu kim cúc rồi lên liền cho em 27,89 nghìn dùng cho em. Lên liền ai sáu Vân Phạm rồi ghi liền cho em 27 dùng cho em, 89 nghìn dùng cho em nữa mấy chị. Ai sáu Dinh Dương có rồi vàng đi lên nhá. À, con ghi lên này bán siêu chạy luôn á. Rồi lên liền cho em 27,89 nghìn cả nhà. 24 xe màu 109 lúc nãy cho chị Phương Trương. Cái con này mấy chị phối đẹp nè. Màu đen nha mấy chị. Chị Lệ Thầy ơi, ngày mai em mới tổng đơn giả. Còn bây giờ chị muốn chọn thêm thì cọc với em hay cho một tài khoản rồi cho tiếp chị ạ. Màu trắng dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 27,89 nghìn. Con ghi lên này mấy chị mua cái màu này nè mấy chị. Màu này với màu kem dễ phối đồ cực kỳ luôn, dễ mặc với lại kiểu như là sơ mi á. Cái này mới chị mặc cái màu cũng được. Dịch vụ du lịch Vũng Tàu. Lên liền cho em mà 27 dùng cho em, 89 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mà 27, 89 ngàn. 27 Nương Lương. 27 Tuyết Trinh hai con. Lên liền cho em mà 27. Rồi nè cái này là 26 lại 69 ngàn cho nó ra. Cái này là dâm nha mấy chị nha. À, cái này là váy mấy chị, em tặng luôn cho cả nhà 39 ngàn. Không có quen bán mấy cái hàng này mấy chị. 27 Vân Phạm. Dạ ở ngoài thì có mấy cục. 27 Minh Tuyết. Mà chị cắt thôi rồi. Để dịch cho chị mấy cục đó. Hết mà 27 mấy chị nhá. Nhắn tin xài khỏi. Không chịu được. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Hôm bữa em gọi bưu tá gọi cho em gọi cho chị có mai bắt máy luôn chị ạ. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em A28 tặng mấy chị con này 39 ngàn. Nhưng mà dành cho chị là mặc size S thôi. Con này em nhập trên 101 á, trên 101 ha. Tại vì em nhập cùng hàng, người ta nói chung là ôm hàng sale mấy chị nha. Ví dụ như người ta có 50 mẫu thì bắt buộc mình phải ôm hết á nha mấy chị nha. Đây nè, cái con này mặc lên xinh lắm nha mấy chị nha. Ở đây của nó là gài nút này, em tặng mấy chị 39 ngàn luôn. Xương xương mấy chị mua, những chị nào mà mặc được cái con này mấy bạn mua, hết rồi, chị mua cao lắm luôn á. Nó cũng phải là trên 100 ngàn rồi đó. Ok chị hóa ra ra nha. Em bán tặng với chị 39 ngàn luôn, có 3 con thôi. 28 39 ngàn luôn giúp em. Đi rồi chị Trâm Bi ơi cho con đi con đi. Rồi lên liền cho em con này hàng KBT Way dùng cho em. 28 39 ngàn cho Thanh Nhung Lê. Rồi cái này lên liền cho em mà A29 dùng cho em tặng với chị con đầm này. 28 39 ngàn cho chị ạ. Nguyễn Như Thầy. Rồi lên liền cho em mà A29 dùng cho em 99 ngàn. Ok chị Lê Lê nha. Hãy có duy nhất được có một con thôi, một con ha. Rồi lên liền cho em mà A29 dùm cho em 99 ngàn, có 1 con duy nhất, size cho mấy chị 52 cái đổ lại. Một con thôi mấy chị ơi. Rồi, con này được có vài con này cả nhà ơi. Rồi lên liền cho em mã A30 69 ngàn. A99 ngàn cho con đi, con đi. Em nói con này có được nha mấy chịu nha, 130-140 ngàn mà không có hàng để lấy luôn á. Bây giờ lại ôm được sale nha. Ở đây là nút nè, đó mấy con này mấy chị thấy là mình mặc với là quần lên ống tung nè. Mình mặc với chân váy nha cả nhà ơi, mặc lên rất là xinh luôn. Dáng của nó là dày tay như thế nào, nhưng chắc của nó lên mấy chị, lên nha mấy chịu nha, mặc cực kỳ thoải mái luôn. Lên liền cho em mã A30 tặng mấy chị con này với giá là 79 ngàn. Lên liền cho em mà A30, 79 ngàn dùng cho em ha. Lấy con này mang mấy chị, mặc với lại quần rinh này kia đẹp lắm. A30 gì Phú Quý 79. Lên liền cho em mà A30 dùng cho em, 79 ngàn dùng cho em. Hàng của nhà em là hàng lên tẹp nha mấy chị nha, không phải là hàng lên sale đâu. A30 79 ngàn cho Nguyễn Như Người. A30 79 ạ. A30 cho Nguyễn Hát Quê Thảo. Rồi siêu phẩm dùng cho em nè mấy chị ơi, phôm đầm xung dùng cho em. Ê, con này đẹp quá. Rồi lên liền cho em mà A31 tặng mấy chị 99 ngàn của nên có đang xem không em? Phôm này mấy chị nào mà SML để mang được cho Hải, không đẹp Hải không biết tiền mấy chị con này luôn. Hãy tặng mấy chị con này 99 ngàn. Lên liền cho em mà A31 dùng cho em, 99 ngàn dùng cho em nè. Nút nè, ô cái màu nè, đẹp quá cho đẹp luôn. Lên liền cho em mà A31 nha mấy chị nha. Đáng lẽ không có like đâu mấy chị ơi, con này là hàng tốt á. Lên liền cho em mà A31 dùng cho em, 99 ngàn dùng cho Hải. Hàng co bao đó mấy chị. Lên liền cho em mà A31 dùng cho em. Trời ơi mấy con nó nặng.
34,99 ngàn lên giúp em à. Châu Mỹ Như, Thầy Trí, Nhi, Châu Nguyên, Tròn. Tròn em lên cho mình một giờ lấy liền giúp em A31 à, liền giúp em 99 ngàn chưa? Đẹp đấy hề. Ôi ê, đó. Con này mấy chị phải đi mua là hàng 400-500 ngàn nha. Em tặng mấy chị con này 119 ngàn. Lên liền cho em mà A32. A1 cho Bích Đoan, A1 cho Bắp Chiết, hết A31 ạ. Rồi lên liền cho em mà A32, size M, 55kg đổ lại men ok. Với giá là 119 ngàn. A1 cho Dinh Dương. Ủa mấy chị ơi, lấy con đầm vài này mặc tốt. A1 cho Hoàng Mến. Đẹp xuất sắc luôn, size M. A1 cho Minh Tuyết. Rồi lên liền cho em mà A32, dùng cho em 119 ngàn. A1 cho Sương Trương. Rồi chốt là dùng cho em mà A32 size M 119 ngàn. Mấy con này hàng mấy bạn kia bán cũng phải là hàng 240, 290 thôi. Lên liền cho em A30 79 ngàn cho Thảo Vân. Rồi lên liền cho em mà A32 cả nhà ơi. Cái dùng cho em mà A32 đi mấy chị ơi, 119 ngàn. A32 dùng cho hả? Nè, đẹp không? Cô lại hình như mà không chốt là mấy chị tiếc luôn đó, đảm bảo. A32 119 ngàn là màu vàng đó giúp em chưa? Đó là mà A32 119 đi mấy chị. Rồi lên liền cho em mà A33 dùng cho em. Tặng mấy chị con này với giá là 109 ngàn. Size M dùng cho em. A32 119 ngàn lên mấy chị. Nhìn hàng dùng cho em nha. Hai lớp này dáng dài nè, hàng cực kỳ xịn luôn, em bán cho mấy chị 109 ngàn một con đầm hoa. Lên liền cho em mã dùng cho em A33 size M. Lên liền cho em mã A33 size M dùng cho em. Đó mọi người, ở bên đây là cái giòn sao luôn. Lên liền cho em mã A33, mấy con này em like như giá nào, mấy chị không chốt cái hàng này là không có đâu có giá. A3109 với Hồng Thảo. Rồi cho chị cái con đầm trăng với mình. A33 lên giúp em 109 ngàn cho hàng. A33 dùng cho em. Có cái gì lệ thôi em nhận được rồi à, chọn đi chị hả. A33 lên giúp em đừng môi 109 ngàn mấy chị ạ. Rồi lên liền cho em mà A34 dùng cho em size M luôn mấy chị, 109 ngàn. Rồi đẹp chưa mấy chị nè, nhìn mấy cái hoa nè. Vừa xem 1.8, vừa chia xe la lên giúp em đó mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, mã mấy anh. Rồi lên liền cho em mà A34 size M dùng cho em 109 ngàn. Lên liền cho em mà A34 dùng cho em hoa cam nè. Trời ơi mấy cái hoa này lên hình là thôi luôn á, hơi bị đỉnh luôn á mấy chị. Lên liền cho em mã dùng cho em A34 dùng cho em. Cái dùng cho em mà A34 nha mấy chị nha. A34 dùng cho em 109 ngàn à. 109 ngàn dùng cho em, size M dùng cho em. Size M nghe. Cục cái này không, ở trong đây. Ok. Lên liền cho em mà A34 dùng cho em 109 ngàn dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 36 dùng cho em 89 ngàn. Rồi lên liền cho em mã A36 89 ngàn. Một con áo len nha mấy chị nha. Thôi con này em lại đâu mấy chị. Mấy cái hàng này để lại đi. Để lại để có sức khỏe ra. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Cái liền cho em mã này là mã mấy? 36. Rồi lên liền cho em mã A36 dùng cho em với giá là 89 ngàn dùng cho em. Ở đây là len nha cả nhà ơi, là nút cho mình. Con này là dài tay, bên hông của nó một có hàng nút kiểu á, con này chắc đẹp, hàng len. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Cái liền cho em mã A36 dùng cho em 89 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mã A36 89 ngàn. Con này em còn một con cuối cùng nè. A36 8 cho chị con cam đó chứ. Cái cam đó chị còn một con thiếu đó. Nó lên đi mà A36 lên cho em 89 ngàn ạ. Con này em còn một con này, chị nào bóc lúc ngon mấy chị có bao nhiêu cái nằm này có 99 ngàn đó nè. Vừa xem vừa chấm thương tán vừa chia sẻ like lên cho em đi mấy chị ơi. Ok chị Sương Trương ạ. Mấy chị ơi, con này em còn một con cuối cùng á. A36 cho anh Lê, 89 gì anh Lê ơi, khách mới chọn thêm thì cọp với em 200 vào tài khoản đi rồi cho tiếp ạ. Cái này em còn một con cuối cùng á, chị nào lấy luôn đi mấy chị. Mấy chị được nha. Cái này là em bán khi ăn đầu like cho mình á, chứ mấy cái váy này hàng Tết không có giá 99 đâu nha. Nếu mà để lấy một con hàng đẹp để về mặt Tết đó mấy chị, nó phải rơi tầm khoảng 160-170 ngàn. Hoặc là 190 đó mấy chị, không có cái giá mà 99 ngàn một con đầm hàng to bao đâu, nói thật sự luôn. Hàng dài qua gối nha mấy chị nha. Một con duy nhất á 55-56 cái đổ lại men. Ờ nãy chỉ có một con mới 99 ngàn á chị ạ, chị Mi Phạm mới. Lên liền cho em mã dùng cho em. Cam 99 ngàn cho bóng bóng. Ok Việt à.
Rồi lên liền cho em mã dùm cho em mấy chị ơi. Em không biết còn hay không á chị Xương Chương ơi, còn vậy tính không có một con mấy chị ơi, hết là chị một trà. Em ơi. Đẹp quá mấy chị nè. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. Kia liền cho em mã đầm vàng dùm cho em nè. Tặng mấy chị con này 99.000 luôn ha. Bây giờ chị nào mua được tối là không có giá này nha cả nhà. Đây. Rồi xinh quá trời xinh luôn, 99.000 size M dùm cho em. Ủa cái này và mấy cái này màu này là mặc tốt là đúng bài luôn đó mấy chị. Lên liền cho em mã đầm vàng dùng cho em với giá là 99.000 size M dùng cho Hải nha. Hãy có được có 5 con thôi nè, 4-5 con gì đây. Chờ lấy vàng ghi vàng dùng. Đầm vàng cho Kim Cúc. Ôi nó xinh mấy chị ơi. Đầm vàng lấy cho em 99.000 ạ. Lên liền cho em mã đầm vàng dùng cho em 99.000. Đầm vàng nha, 99.000. Quá trời là xinh luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên đen dùng cho em, tặng mấy chị con này 59.000. Chị nào mà ok Bích Đoan à, lấy được con này là siêu phẩm nè mấy chị. Con này kiểu giống đồng như vàng cho Dương Dương. Đây là hàng theo cho Hải nè. Theo nha. Rồi em tặng mấy chị con này 59.000. Lên liền cho em mã lên đen. Đồng vàng cho Thu Nguyên. Rồi lên liền em mã lên đen, tặng mấy chị 59.000. Lên đen 59.000 dùm cho em. Có được có được 3 con thôi mấy chị. 3 con ha. Cái này là dạng khoác á, hoặc là mấy chị mặc áo, áo bình thường cũng được luôn, khoác cũng được nha cả nhà ơi. Lên liền cho em mã lên đen dùm cho em. Lên đen dùm cho Hải. Lên đen 59.000 cho lên giúp em kìa. Em mới mã kèm sớm thở cho lên đen 59.000 cho đây hàng. Rồi cái này lên liền lên đen 79.000. 9.000 cho Bích Đoan. Rồi cái này lên liền em mã lên xanh 79.000 dùm cho em. Lên đen 59.000 cho chị ạ. Xây rồi vừa chú là chúng tàu. Rồi cái này lên liền cho em mã xanh dùm cho em 79.000 dùm cho em. Xanh 79.000, con này nó giống con màu trắng ấy. Nha mấy chị nha, Hải là Hải thích mặc mấy con như thế này nè mấy chị. Mặc với quần rinh đó mấy chị, mặc rất là đẹp luôn. Quần rinh ống sung cũng được, mặc với chân váy cũng được nha. Linh đen hết rồi chị Anh Lê ơi, chọc lên giúp em rồi chọn thêm chị ạ. Em chị nói cho chị được trên đó thôi chị nha. Còn áo phao đây mấy chị ơi, 199.000. Em còn được 2 con này. Áo quên lộn, một con màu kem, 2 con màu đen là hết phao luôn ha. Hết sạch trong kho luôn, không còn cái nào hết nha mấy chị nha. Đây là xanh bị chính cái bông bông. Chị bông bông. Rồi cái này lên liền cho em mã phao dùng kem kèm màu. Em có màu kem và màu đen với giá là 199.000. Em còn được trình đây con thôi hết rồi nha. Không có gì Kim Tâm Trương ơi. Xanh 79 cho chị Ngọc Trần. Rồi lên màu dùm cho em đi mấy chị. Em có màu đen và em có màu nâu 199.000. Con này mấy chị nào mà 65kg đổ lại em ok dùm cho em nha. Chị nào lấy chốt đi mấy chị, đẹp lắm, 199.000. Hàng sau mới về luôn á, mà bây giờ hết rồi cả nhà ơi. Tranh thủ chốt liền nha. Màu đen là còn được một con, á à, hai con. Màu kem là em còn được một con cuối cùng. Giờ lấy thì chốt luôn nha mấy chị nha. Với giá là 199.000. Lên liền kem kèm màu. Ok chị xe du lịch Vũng Tàu nha. Ok chị. Rồi lên liền kem mã dùng kem kèm màu lên mấy chị. Màu kem với lại màu đen dùng kem 199.000 dùng kem 199 nha mấy chị nha. Không có hàng rẻ hơn nha cả nhà. Phô đen và phô kem với em 199.000 ạ. Phô đen và phao kem dùng cho em 199.000. Rồi cái này lên liền cho em mã xét. Xét này là em có màu màu xám với màu đen, nhưng mà màu xám thì em like rồi ha. Màu đen mà em bị sốt ho em chưa có like luôn mấy chị ơi. Với giá là 149.000. Lên liền cho em kèm màu dùng cho em. Khi dùng cho em mã xét. Xếp này mấy chị biết là bươm quá, mấy chị hãy hỏi là order 300 mấy ngàn một xếp á. Cái vải như thế này. Đây nha mấy chị nha, vải của nó là vải ô ô mà giống quần Hải Lai cho mấy chị 100. Cái quần không đã ở là... Ở Lê Phương Thổ chưa có rồi hả? Ở Lê Phương Thổ lần trước có rồi kìa, không đúng không. Cái quần là rồi. Em đã like không là 139 ngàn rồi. Bây giờ em bán nguyên xếp mà chỉ có... Đen 199 cho Đông Nhi Khánh Nhi. Nguyên xếp 149 ngàn nha cả nhà ơi. Rồi lên liền cho em mã set dùng cho em 149.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã set dùng cho em 149.000. Phôn cho mấy chị nào 58kg đổ lại men ok. Set này chắc đẹp lắm, rất là đẹp nha cả nhà ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Nón của nó là nó có cái vai mai ở trên cái này nha mấy chị nha. Phía sau của nó là chữ nè, cái set này đẹp lắm. Với giá là 149.000. Chờ lấy chốt liền cho em mã set 149 dùng cho em. Ghi liền cho em mã set nha mấy chị nha. 149.000 dùng cho hả? Xếp đen 149.000 lên giúp em nè mấy chị hả? Lên liền cho em mã xếp đen 149 nha cả nhà ơi. Xem like tương tác lên mấy chị.
Rồi ghi giùm cho em mã vét giùm cho em nè. Cái gì quên rồi. Số cái đen màu. Sao mà bụng em còn màu đen ở trong miệng á. Rồi cái này lên liền cho em mã giùm cho em. Em còn đen thôi chị ơi, em không có còn xám nha. Rồi lên liền cho em mã giùm cho em. Cái này là vét giùm cho em. Đâu đâu đâu. Đây, chị, anh Nguyễn chị lấy cái ốc phao rồi sao chị ơi. Nâu nào ạ. Rồi cái này lên liền cho em mã vét. Ok, đồng ý cái gì có rồi nhá. Cái này vét em có 2 con, em bán sale cho mấy chị con áo vét này 79.000, có 2 con duy nhất thôi. Giờ lấy chút em mã vét. Xích đen 149.100 Nguyễn. Chị không phải gì lấy xích đen phải không ạ? Rồi lên liền em mã vét tặng mấy chị 79.000 nè. Cái gì quên rồi, xuống 7 màu lấy không nè, có 2 con thôi. Hàng xích đen. Cho Ngọc Mai ơi, chị nào mới cũ mà em vừa lần em gửi hết rồi thì chị cũ cho mấy chị đúng rồi chị nhá. Cái mini còn, chị còn màu nâu nè em. Cho Ngọc Mai đó ngày mình em gửi thì chị cũ cho chị là chị ạ. Rồi cái này chị lấy nâu, ghi nâu dùm cho em. Giờ lấy chút em mở túi mini màu nâu. Phao màu nâu lúc nãy 199 cho anh Nguyễn. Rồi lên liền cho em mở túi mini màu nâu dùm cho em với giá là... Vét 79 cho Nguyễn Như Thùy. Màu này giống cái màu mà màu cam trái đó mấy chị. Vét 79 cho Dung Nguyễn. Rồi lên liền cho em mở túi dùm cho em 79.000. Cái này là em vui mấy chị ơi, em thấy rẻ quá, em về cho mấy chị nào mà kiểu như thích túi mini á mấy chị, may rất là dễ thương luôn. Lên liền cho em mã dùng cho em. Cái dùng cho em mã túi dùng cho em 79.000 dùng cho em. Túi cả nhà ơi, 79.000, đẹp lắm. Xe đen chị Phùng Vệ có rồi ạ. Rồi lên liền cho em mã túi dùng cho em 79.000, màu này dễ phô đồ nhất. Màu này như quá tốt rồi. Chút chưa? Không, màu này chưa lai, anh chút chưa còn. Rồi lên liền cho em mã túi dùng cho em, túi nâu 79.000 dùng cho em. Túi 79.000 cho đây là bao nhiêu ba con? Cái dùm em mã túi nâu dùng cho em. Túi cho thi, cho thi. Túi nâu nha mấy chịu nha, cái dùm cho em mã túi nâu. Túi cho Kim Cốt, túi Nguyễn lên. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Xanh dùng cho em với giá là 69.000. Lên liền cho em mã xanh 69.000 dùng cho em. Chốt liền cho em mã áo xanh 69.000 nè mấy chị. Ôi chắc to giãn nè cả nhà, ôi dễ thương lắm. Con len này, con ở bên con áo thun tâm này mấy chị lấy để mang nè. Em là cứ mùa này là đi đâu là xỏ cái con này vô là ấm cổ này mấy chị, trong mầm lặt khoác này kia nha. Mặc rất là sướng luôn, tặng luôn cho mấy chị 69.000. Túi nhiều rồi. Cái mã xanh 69.000. Xanh dùng cho Hải nha, 69.000 dùng cho Hải. Cái liền cho em mã áo xanh 69.000. Chắc vải hơi bị xịn luôn á mấy chị. Lên liền cho em mã xanh. Giờ lấy liền cho em mã áo xanh 69.000 đi ạ. Xanh cho anh Ruby. Rồi lên liền cho em mã sọc 79.000. Con này là dành cho chị nào mà không có chốt kịp nè mấy chị. Xanh cho Kim Cúc. Con này là siêu đỉnh luôn nha. 79.000. Lên liền cho em mã sọc 79.000. À, nhìn đơn giản như vậy thôi, mặt hơi bị trơ luôn. Xanh cho chị Hoàng Ruby có rồi ạ. Xanh cho Kim Phúc Lê. Cái này mình rút dây ha, mình ưng rút tới đâu mình rút cho cả nhà ôm. Rồi lên liền cho em mã áo sọc dùng cho em 79.000. Chị nào có đơn gắn tròn đủ đơn trên 100.000 để ngày mai em đi đơn luôn mấy chị ơi. Xanh 69.000 Trinh Dương. Rồi lên liền cho em mã áo sọc dùng cho em với giá là 79.000. Xanh cho Nguyên Trần. Sọc 79 nha cả nhà ôm. Lên liền em mã sọc dùng cho em 79.000. Nguyên hàng lên tẹp luôn đó mấy chị. Con này là hàng lên tẹp á, mình mang sướng lắm. Túi nâu lúc nãy 79.000 cho Út Mai. Rồi lên liền cho em áo sọc 79.000 dùm cho em. Chị Hải Phạm này đứng trước sao bị nhầm số nè chị ơi. Đúng số mà nó nhầm chơi cái điện thoại đó cho má. Sao mà giờ vô chốt nữa. Sọc 79 cho Kim Cúc. Ngày trước là khách cũ của em mà. Sao bữa nay lại nhầm số rồi giờ lại thấy nữa. Sọc 79 cho Ngọc Trần. Nhỏ dục cái xác ở phía sau nữa. Sao 79 cho Hồng Nhật. Sao 79 lên giúp em ạ. Hôm bữa em gọi cho chị đó chị ơi, số 0935449449 đó chị ạ. Em báo chị báo nhầm số chị ạ. Em chốt đơn cho chị cái quần jean đó chị. Không mà em nhớ liền, trời ơi, ngày trước mua hàng của mình quá trời, sao rồi bữa nay sao tự nhiên gọi cái nhầm số. Mà trong bữa trước là quá trời luôn nha, mới chịu nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Lên liền cho em mã xanh dùng cho em mấy chị. Cái dùng cho em mã xanh dùng cho em ha. Quần xanh em bán tặng với chị con này 119.000.
Hôm bữa chị cho số 0954949 mà chị ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, quần xanh kèm size dùng em, size S, size M, size L. Tập cho Rina không? À, với giá là 115.000, 115 ha. Em có được có mấy con không? À 115 thôi các chị, 115.000 kèm size dùng em. Lên liền cho em mã quần 115.000 kèm size, size S, size M, size L coi giãn dùng cho em. Lên liền cho em mã quần kèm size đi, cái quần này mang đẹp lắm mấy chị ơi. Đó. Cái quần này nha, mặc với lại một con áo len của màu đen nha. Xong cái này mấy chị mang về bóp cao, bên trong cũng rất là đẹp ha. Mang về bóp cao lên nha cả nhà ơi, xong rồi mang khóa chị cũng được rất đẹp lắm. Lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em cái mã này là mã xanh dùng cho em đi mấy chị. Mã quần xanh dùng cho em. Xanh một ri lên hả bao nhiêu? Size S, size M, size L dùng cho hả? Nè, bộ siêu phẩm đây mấy chị ơi, cái này quên lai mất tiêu rồi mấy chị. Xanh kèm size SML đó giúp em mấy chị ạ. Xanh xe cái dịch vụ, xe dịch vụ du lịch Vũng Tàu. Thấy chị Phương Bùi nhá, không có chị ơi. Rồi, cái set là nha mấy chị ơi nha. Rồi, lên liền cho em, mã dùng cho em. Kia liền cho em cái mã này là mã xám dùng cho em nè mấy chị này. Rồi lên liền em mã xám. Xanh xe mời Dương Dương. Tặng mấy chị cái set này 129.000 luôn. Ở dưới của nó là quần bo nè. Dưới là quần bo ha, 129.000. Lên liền em mã set tộc 129 60kg đổ lại em ok. Xanh chị xây vừa như là chúng ta có rồi ạ. Xanh xe S cho chị ạ. Lấy giùm chị mấy cái bộ nhung bung chứ mấy Minh bộ Tuyết. Của mình. Tên gì em? Lê Phương Thảo. Quân xin giúp em còn một con F. Rồi em cũng không tâm. Quân xin giúp em còn hai con L vào chỗ liền cho em luôn chị hả? Em đứng em tìm cái đơn hải phạm chị. Cái đơn hải phạm bên chị. Tạm không em má hả chị? Nhìn số. Rồi lên liền em mã xám dùng cho em 129.000 có mùi được. Xám 1293 bộ cho Lê Ngọc bao nhiêu? Rồi bộ nhung bộ cho kim cốt. Bộ nhung này là hàng LNG dùng cho em. Hàng LNG ha, hàng siêu cấp luôn á mấy chị. Nó giống cái con áo em bán cho mình đây nè. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Với giá là, đây chị. Đây nè, cái này em chưa có xả nha. Đây, nó công mới mùa 1 em không muốn tăng si nữa chị ơi. Mệt lắm. Bữa sáng mới Trần Ngọc Mai Hải Phạm thì cho em số là 0935 Sáng như Hoàng Lê 0935 449 449 nè chị. Sáng Võ Hồng Hiếu. Cái nào của chị cho đi ha. Thì em cho chị cái quần jean size M nè. Nhìn số nè. Nhưng mấy chịu nha. Bỏ qua nha mấy chịu nha. Không nói nữa. Sáng Thanh Tâm. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em cái mã dùng cho em nè mấy chị nè. Rồi ghi liền cho em cái mã này là mã xếp nhung. Sáng như Yên Vũ. Rồi lên liền em mã xích nhung 199 dùng cho em. Xám cho Lệ Thùy, hết mã xám ạ. Rồi ghi liền cho em mã xích nhung dùng cho em ha. 199.000 dùng cho em. 199 nha cả nhà ơi. Cái xích nhung này hàng cao cấp luôn. Mấy chị cứ cảm nhận đi. Mấy chị nhận cái xích nhung 199 vì mấy chị sẽ bị ghiền luôn á. Em nói thật. Tại vì mặt nó quá là sướng luôn. Nó đắt hơn tầm khoảng 40-50 ngàn thôi mấy chị. Nhưng mà nó là hàng bộ mấy bạn mua 400-500 ngàn. Bộ này phải mua 400-500 ngàn. Em bán mấy chị 199 ngàn. Nhưng mấy chị nha, một bộ siêu cấp luôn mấy chị. Siêu cấp nha. Lên liền cho em mã xích nhung dùng cho em. Phôm này mấy chị 60kg rửa lạnh em ok. Em bán tặng mấy chị 199 ngàn. Hàng LNG ha. Lên liền cho em mã dùng cho em. Ghi em mã xích nhung dùng cho em. Xin em 199 lên giúp em ạ. Em đó còn có một này em phải giữ chị còn em giữ cho chị đây 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 còn có ba set như vậy chính là trần 252 rồi lên liền cho em mã dùng xích nhung lên giúp em 199 như kim cốt rồi cái này lên liền cho em mã vip dùng cho em 199.000 luôn. Ôi đẹp quá nè mấy chị cứ tin Hải đi mua mấy cái bộ này vì em đảm bảo luôn bữa mà Hải like cái bộ mà lỡ là 140 hay là 130 là mấy chị không có thèm chốt đâu em nói thật nha. Cũng giống như em bán manto mà 300 mấy 400 mấy mấy chị bây giờ em lên Nhung cái Lan Trần có rồi à. Bây giờ em lên cái manto mấy chục ngàn mấy chị không có chốt đó hoặc là 101 hay là 150 mấy chị không thèm chốt mấy chị biết là hàng thường không chốt nữa mấy chị khổ ghê vậy đó nhưng mấy chị chịu nha. Lên liền cho em mã dùng cho em ghi liền cho em cái mã siêu cấp mã vip dùng cho em đi mấy chị vip nha mấy chị chịu nha. Phone này mấy chị 58kg đổ lạnh em ok với giá là 199 ngàn. Lên liền cho em mã vip dùng cho em.
VIP nha cả nhà ơi, với giá là 199.000 cho em mã VIP. VIP cho Nguyễn Hồng Phúc. Lên liền cho em mã VIP dùng cho em 199.000. Hàng set LNG nè mấy chị nè. Cái bộ này nó nặng lắm luôn nha mấy chị nha, hàng đẹp lắm, mấy chị mua cái bộ này mang đi, 199.000 dùng cho em. Có được VIP cho Nguyễn Hồng Phúc à. Được, em được có 4 set đâu mấy chị ơi. VIP lên giúp em 199 cho Hoàng Ruby. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Ồ, VIP 199 cho Nguyễn Đương. Rồi cái dùng cho em mã Nhung Mochino dùng cho em 199.000 hàng xịn. VIP cho Lê Bảo Trinh. Rồi cái này lên liền cho em mã Nhung Mochino dùng cho em. Mochino nha cả nhà ơi, 199.000. Hết mã bộ VIP ạ. Dùng cho em. Rồi con này là bộ Mochino nha mấy chị nha, 199.000 hàng xịn luôn mấy chị. Cái hàng này nó có nhiều loại hàng lắm nha mấy chị nha, nhưng mà em cam đoan với mấy chị luôn. Mấy chị nhận cái bộ Mochino 100, 150 nó sẽ khác với hàng 199.000 này nha mấy chị nha. Đảm bảo mấy chị luôn xịn lắm. Lên liền cho em mã Mochino. Nhung Mochino 199 cho Lê Ngọc Anh Dương. Mochino dùng cho em ha, 199.000 mua mặt mấy chị. Ít khi có lắm mấy chị ơi nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Ok chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Nhung Mochino lên giúp em. Nhung Mochino 199 à. 199.000. Cái hàng LGN nó sẽ... Nhung Mochino 199 cho Kim Cúc. Các cầm hàng sắp biết liền. Nhung Mochino cho Nguyễn Hồng Phúc. Đó liền cho em mã Nhung Mochino dùng cho em. Phịnh quá trời, nó có bịch hàng này. Nó dài mà. Nhung Mochino lên cho em 199.000 đi mấy chị. Lên liền cho em mã Nhung Mochino. Cái này còn có còn hả? Rồi lên liền cho em mã nón dùng cho em 89.000. Em còn nốt được à, mấy con nón này. Chị Mèo Nâu ơi, chị nào có hàng em gọi không chốt đơn được thì mấy chị cọc với em 200 vào tài khoản rồi em chốt cho mình chị ạ. Rồi cái này là nón LV nha cả nhà ơi, LV dùng cho em với giá là 89.000. Lên liền có gì Trần Trinh nha. Lên liền cho em mã nón LV dùng cho em. Lên liền cho em mã nón LV dùng cho em 89.000 dùng cho em. Nón nha, lên liền em mã nón 89.000 dùng cho hả. Nốn nha cả nhà ơi, 89.000. Nhung Mochino cho đội Nguyễn Như Thùy. Cái này đội xinh lắm luôn nha. Nghe dễ thương quá hả. 89.000 mấy chị ơi, mua về đội ấm này mấy chị. Nón Kim Cúc. Chụp hình số mẹo nha. Lên liền cho em. Nón cho em 89.000 Minh Tuyết. 89.000. Cái dùng cho em mã nón 89.000 dùng cho em. Đội vô phát là chứ. Lên liền cho em mã nón 89.000 chưa. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè, một con áo hoodie. Con này còn xịn xịn kiểu như là hàng 400 mấy á mấy chị, nhưng mà ôm được sale nha. Hàng 2 tem nè mấy chị. Chị Trần Ngọc Mai chị lấy nón hay sao chị ơi, nón 89 cho Trần Ngọc Mai. Hàng 2 tem nè mấy chị nè. Rồi một nón Nhật Vi. Lên liền cho em mã xanh 139. Nó thấy chị Hoa Ruby nha. À cái áo hoodie, áo hoodie mà nỉ á thì nó sẽ nhẹ ha, còn riêng cái dòng này nè nha mấy chị, nó rất là nặng luôn. Hai cái dòng này nè mấy chị cầm nó nặng tay. Nón cho anh Nguyễn. Mặt hết là nó bền nha mấy chị nha. Quay mấy giặt vô tư không bao giờ bị xù lông mấy cái hàng vải này nha mấy chị nha. Và đây là hàng theo cho mình luôn nè. Lên liền cho em mã hoodie xanh dùng kem foam 60kg rửa lại mang ok. Với giá là 139.000. Lên liền cho em mã hoodie xanh 139 dùng cho em. Hoodie xanh nha cả nhà ơi, 139.000 dùng cho em. Một con hàng siêu cấp luôn á mấy chị. Lên liền cho em mã xanh dùng cho em ha, 139.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã xanh 139. Xanh 139 lên giúp em đi mấy chị nhở. Lên liền cho em mã xanh dùng cho em ha, 139.000 dùng cho em, đẹp lắm. Đi rồi chị Nguyễn Nhật Hà. Xanh lên giúp em 139.000 à. Cho Trần Ngọc Mai. Rồi, cho Ca Thi Ca Thư. Quần nha cả nhà ơi. À, quần 129.000. Lên liền cho em mã quần 129. Đó. Hồi tối lạnh quá chị ạ. Vô kiếm họ không có quần nào hết. Ngày mai nhất định phải đi qua. Xin cho Thủy Nguyễn. Tối nào phải cắt hàng sao mà có được mấy cái quần. Xong rồi bây giờ là em để lại phải là ba cái ba màu này ha. Nón 89 lúc nãy cho nón này còn. Màu xám, màu nâu, màu đen, em để ba cái ba màu. Nón 89 cho Phương Bùi. Nhưng mới chịu nha, để ba cái ba màu mang luôn. Xanh 17 cho Hoàng Ruby. Rồi lên liền cho em mã quần 129.000 dùng cho em. Em để ba cái ba màu em mặc mấy chị ơi. Ok, Hồng Thảo nha. Cái này 60kg đổ lại em ok á mấy chị. Chị Dư Hấu ơi, đâu mình không bước, hôm bữa mấy chị tỉnh nào mà đi không được lại bước lại đem lại xuống dưới nhà em mấy chị. Dạ, cái này. Cái này cho đi lại thử chị hả? Màu đen còn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em.
này sao còn bán khác này. Đây mấy chị ơi, cái này bị sốt lại được mấy xét này. Quần 129 lên giúp em ạ. 149 cho Nguyễn hút 3 con. Rồi cái này 149.000 nè mấy chị. Lên liền em mã xét 149 dùng cho em. Rồi cái này lên liền em mã xét 149. Đen từ từ em lên nha mấy chị, lên nâu trước đi, đen từ từ đó mấy chị. Quần 129 cho Kim Cúc. Rồi lên liền cho em mã xám. Quần 129 cho Tiếp Lê Lặng. 149.000 cái xét xám này mấy chị. Đẹp không? Rồi lên liền em mã xét xám dùng cho Hải. Xét xám nha cả nhà ơi, 149.000. Kim em mã xám 149. Lên liền cho em mã xám. Xám này em có xám với đen thôi, không có trắng nha. Hải có xám và đen thôi, không có trắng với chị. Chờ lấy xám với xám dùng cho em. 149.000 dùng cho em. Quần hết rồi bây giờ, lên mã xám cho em 149.000. Rồi cái này lên liền cho em mã quần đen dùng cho em 129.000. Cái này là em okay, hồng thảo nha. Cái này nè mấy chị, đợt trước là hàng em like 149.000 mà không có hàng luôn á. Nó mới còn á chị Kim Phúc Lê. Không có hàng luôn á mấy chị. Bây giờ em bán tặng mấy chị 129.000, bán chi ăn cho cả nhà luôn. Vải của nó là hàng vải xịn nha mấy chị nha. Bữa nay cái này nó ra nhiều. Cái này bữa nay nó ra nhiều lắm mấy chị ơi, rất là nhiều hàng nhái luôn mà vì mình cầm lên nó sẽ khác hẳn luôn. Con này nó nặng tay nè. Và chắc cũng nó dày hơn nha cả nhà ơi. Lên liền cho em mã quần đen dùng cho em 129.000. Lên liền cho em mã đen 129 dùng cho em. Ok Kim Phúc Lê nha. Lên liền cho em mã đen 129. No. Đen nha cả nhà ơi, 129.000. Giờ lấy quần đen, lấy mẫu quần đen giúp em ạ. À. Còn. Rồi cái liền cho em mã áo 69.000. Trời ơi, thích con áo này quá trời luôn. Rồi lên liền cho em mã áo trắng dùng cho em. Quần đen 129 cho Nguyễn Phú 3 con. Mấy chị, mua con áo 69 nè. Có 69.000 về phố được một cái bộ. Bộ xét rất là đẹp luôn. Quần đen cho Bùi Thị Anh Tuyết. Cái này mình phối với là chân vái nè mấy chị, chân vái đen. Quần đen lên giúp em 129.000 cái bắp chít. Xong mình có mấy cái nịch quần đen chị, cho Tuyết Lê Nẵng. Mấy cái beo mà Chanel hay là quần đen cho Minh Tuyết. Hay là mấy cái túi nhỏ nhỏ này kia mình nịch qua bên ha. Xong mình mang cái chân vái. Quần đen cho Nguyễn Linh. Thôi sao quần đen ạ. Nó liền cho em áo trắng 69.000 99.000. Nhưng mà vì mình biết phối đồ là đỉnh lắm luôn á cả nhà. 69.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã dùng cho em 69.000 dùng cho ai. Rồi cái này là nam mang ok nè. Áo trắng 69.000 lên giúp em ạ. À. Quần đen hết rồi mấy chị ơi. Rồi cái này lên liền. Áo 69 Trần Ngọc Mai, áo trắng 69 Johan Ruby, áo trắng 69 Kim Cúc. Rồi cái này lên liền cho em mà áo xám dùng cho em 69.000. Cái này nam mang được. Nam mang được nha mấy chị. Tan sườn rồi mấy chị. Rồi lên liền cho em mà áo xám form này cho mấy chị nào mà có chồng 75kg mang được luôn. Đây. Hoặc là chị nào có con trai cũng được ha. Áo trắng 69 cho Ngọc Nhàn. Trắng 69 cho chị ạ. Tiên lửa hết đen rồi chị ơi. Rồi lên liền cho em mà áo xám dùng cho em 69.000. Thái Nguyễn Linh ạ. À. Áo trắng cho em mà áo xám 69.000. Thu Nguyễn 101 69.000. Lên liền cho em mà áo thun xám nha cả nhà. Quần đen em hết rồi chị ạ. Áo trắng 69 cho Lệ Mỹ Đường. Lên liền cho em mã xám, xám xám xám. Con giống ảnh mặt màu nâu. Đây mấy chị. Hàng đẹp lắm luôn, hàng LNG luôn mấy chị. Trắng với Tuyết Lê nặng. Theo cho mình nè. Theo nha mấy chị nha, áo hãng luôn, xịn lắm. Lên liền cho em mã nâu dùng cho em 119.000. Xám ba con cho Minh Tuyết. Rồi lên liền cho em mã nâu dùng cho em. Nâu 119.000. Nâu 119.000. Chị bớt là địa chỉ em đi lại bị đổ ha. Rồi lên liền cho em mã nâu 119. Trời ơi, cái con này chị nào mà không thích mặc mấy cái hoodie mà chắc nỉ bông ấy. Mấy chị lấy mấy con này này, hoặc mặc được quanh năm luôn mấy chị. Mà phối đồ rất là đẹp ha. Nhìn vô là biết cái hàng của nó dày mà đã lắm mấy chị nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã dùng cho em. Chốt liền cho em mã áo nâu dùng cho em ha. Giống là thải mang luôn mà màu nâu 119.000. Lên liền cho em mã nâu 119 dùng cho em. Cái dùng cho em mã nâu dùng cho em 119.000. Nâu với em Trần Ngọc Mai 119.
dùm cho em mã nâu, dùm cho em 119.000 dùm cho em. Rồi cái này phải có được có 2 set. Nâu 119 là như em đó mấy chị ạ. Rồi 159.000. Lên liền cho em mã 159 có 2 set duy nhất thôi. Nâu chị thương cho cô. Rồi cái này có 2 set 159.000. Lấy của mình tí có một bớt bọc cái xuống đi. Trời ơi, hãy không lên tên bé luôn mấy chị ơi. Để xíu hãy coi có hay không, hãy quên. Để hãy coi hãy lên được, hãy lên nha. Hãy cắt hàng ra rồi mấy chị. Cho chị cái áo của bé trai gì, cái áo 99.000 của bé. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Cái dùng cho em mã này là mã 159.000. Xếp thể thao dùng cho em hàng u mì luôn mấy chị. Lên liền cho em 159.000 dùng cho em. 159 nha mấy chị ơi. Có cái này Mỹ đỏ nha. Cái reo á. Cho chị. Rồi em lên cái áo bé nha mấy chị nha, 99.000. Mấy chị lên size dùm em SML, XL và 2XL. Size S là cho bé 15. Size 15 tính cho Nguyên Trần. Size S là 15 kg. Size M ấy là 17 kg. Size L ấy là 19 kg. Mấy chị cứ tăng mỗi size 2 kg cho em ha. Từ size S là 15 kg nha, tới miết cho tới size 2XL nha mấy chị nha. Chiều lấy thì chốt đi dùm cho em mà áo bé dùng cho em kèm size vô. Size S, size M, size L và size XL. Rồi em chút nha, bên trong là lốt cho mình luôn nè. 99.000 mấy chị, mặc ấm lắm mấy chị. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Ở đây là khóa kéo cho mình nè mấy chị nè. Đó, bấm ở đây mà còn có khóa kéo nữa. Đó. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Cái liền cho em mã áo bé kèm size dùng em. Size S, size M, size L và size 2XL luôn mấy chị. SML, XL, 2XL nha, 99.000. Mua về cho con mặc mấy chị nha, 99.000. Bữa nay đi mua đồ cho bé mấy chị. Một cái áo thun thôi em nói thật luôn, 189.000 cho mấy chị nha. Một con áo bách ca. Ừ đi. Con áo bách ca mấy chị ơi, của người lớn đúng không? Em bán cho mấy chị là 240, 250 hoặc là 350 nha, là cao nhất. Mà mấy chị biết là áo bách ca cho bé mà em thấy mấy bạn bán là 650.000 một con á, cho bé nha mấy chị nha, cho em bé thôi, tầm khoảng 35 kg đổ lại thôi mà 650.000 một con á mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, 99.000 kèm size SML, XL dùng cho em, 2XL luôn. Ủa sao còn trong đó à? Đâu tủ ri nè, đâu thêm ri mà có túi đâu có bóng mấy cái đó rồi. Tính đồ ly xá đi đủ. Mà thiếu à? Thiếu hơn cái xe mà. Bé xe 2 đây cho Thanh Thanh chú 9.000. Bé làm sao lên cho em đi ạ. Như thiếu mở cho chị, mấy chị lò không được. Để điện thách cho cho. Để mời điện thách. Bé xe L cho Dung Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, bé kèm size nha mấy chị nha. Cái này em hết M rồi mấy chị ơi, em còn L không á. L với lại size lớn á, S nữa. Bé kèm size đấy với em ạ. Bé kèm size nha mấy chị ơi. Ủa em còn size L nè. Dạ còn. Ừ, em cuối cùng vẫn còn không hết nè. Bé size L tiếng Lê Hà Nẵng. Bé size S cho Trần Trinh. 14 kg là mặc size S đó chị. Lấy size S cho bé mang là được rồi. Rồi cái này lên liền cho em mã nâu dùng cho em 109.000. Bé size L cho Phạm Thị Yên. Đây 109.000. Nỉ bông, lót bông bên trong luôn, mặc ấm. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 109.000 dùng cho em. Bé size S cho Nguyễn Duy Đăng. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Cái liền cho em màu kem dùng cho em nè mấy chị. Bé em hết size 2XL rồi. Ủa còn S không mấy chị ơi. Bé size 99 cho Kiều Trang. Em còn S với L không. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Hoodie nâu dùng cho em 109.000. Hoodie nâu 109. Ly kem cũng được mấy chị. Bé size M bé em hết rồi. Bé xe L trang tròn. Rồi lên liền cho em mã hoodie 109 dùng cho em có nốn. Con hoodie này đẹp nè mấy chị ơi, có mấy con thôi, có được 4 con. 4 con nha cả nhà ơi, chốt lại dùng cho em nè.
Bé xe lờ cho em ngồi ăn cơm đúng không? Bé xe lờ cho Võ không hiểu? Đây, theo cho mình nha. Bé xe cho Út Ngọc. Tịnh chua. Bé em chỉ còn xe F và L thôi mấy chị nhỉ? Rồi lên liền cho em mở hô đi nâu 109. Hết M thì cho chị L nhé. Còn L không? Còn Việt Nguyên. Lên liền cho em mở hô đi nâu 109. Nó còn xe lên nữa. Nó gì Nguyệt Nguyên nha. Dạ, số tài khoản có trên ảnh bìa chị Hương. Số tài khoản có trên ảnh bìa của fanpage của Hải á. Chị kéo lên là thấy á. Nâu bao nhiêu? 109 nghe. Rồi con này em có duy nhất một con thôi với chị. Một con nha. Rồi lên liền cho em cái mã xám dùm cho em. Con này là áo hoodie của nó là hàng lông cừu. Có một con thôi. 119 nghìn. Lên liền cho em mã xám 119. Duy nhất một con. Nâu 109 cho Quỳnh Như. Hoodie lông cừu dùm cho em. Con này đang rất là trend luôn. Bên trong của nó là lốt cho mình. Nâu 109 cho Bo Trần. Con này đâu cho Nga Võ. Bo Trần đó mình là ghế lấy đúng không chị ạ? Cái này hãy like mấy chị ơi, cái áo bé hãy like đuổi nên là nó còn lẻ size mấy chị. Còn giờ còn cái gì em? Giờ em còn F với L không mấy chị ơi. Hết còn hết mấy con size lớn rồi. Rồi cái này lên liền cho em mã dùm cho em. Đi dùm cho em mã lông cừu dùm cho em có một con thôi mấy chị. 119.000 dùm cho em. 119.000 chờ lấy chốt liền cho em mã 119. Rồi lông cừu mã 119 lên giúp em ạ. À. Rồi con này lúc nãy chị nào không chốt được trắng, không chốt được đen hoặc là không thích mấy màu đó thì mình lấy màu đen nha mấy chị ơi nha. Rồi lên liền cho em mã áo đen dùm cho em với giá là 69.000 dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã đen 69.000, nó giống con màu trắng với con màu nâu á, nhưng mà con này là màu đen nha cả nhà ơi. Rồi chiều lấy thì chốt liền cho em. Ghi liền cho em mã đen dùm cho em ha. Áo kiểu đen dùm cho em với giá là 69.000. Ghi dùm cho em mã đen 69.000 dùm cho em. Đẹp lắm mấy chị ơi. Này này là đúng đẹp luôn ấy. Vậy mấy chị phối thêm kiểu như là phối đeo hay là cái gì. Có gì dung nguyện nha, mà hết nó đeo rồi chị ơi. Đó liền cho em mã đen dùng cho em đi mấy chị. 69 ngàn. Đen 69 cho Nguyễn Bền. Nãy chị Thiết Lê có lờ. Rồi chị Thiết Lê. Chị Thiết Lê có lờ rồi chị. Chị có rồi nha. Rồi lên liền cho em cái mã là ghi lê 109 ngàn. Rồi chốt liền cho em mã ghi lê 109 dùng. Đen cho Maria, Maria. Rồi chốt liền cho em mã ghi lê 109. Ồ em nói con ghi lê này nó đẹp xuất sắc luôn. Rồi lên liền cho em mã ghi lê dùng cho em với giá là 109.000. Đây con này một hồi cách đây một hồi nửa tháng rồi là hàng 250 nha cả nhà ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em ghi lê dùng cho Hải với giá là 109.000. Chốt liền cho em mã ghi lê 109. Áo đen cho Trần Diễm 69. Nó cái này 69.000 là dễ mang nhất luôn. Dễ ghi lê quân Trần 109. Rồi lên liền cho em mã áo nâu dùng cho em nè. Đó. Với giá là 69.000, 69.000. Ghi lê cho Win Trần 109. Áo xịn. Đó, 69.000 mà cực kỳ dễ mang luôn, ai mang cũng được hết đó mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã nâu 69.000. Chị Tuyết Lê chị lấy áo đen 69 hay sao ạ? Rồi lên liền cho em mã nâu 69.000. Còn quần không mà ơi, lên quần nữa đi em mới chốt được. Cái áo mà. Rồi lên liền cho em mã đi trắng hình thủy thủ màu. Áo đen 69 cho Tuyết Lê là nặng. Tốt. Màu hồng hình thủy thủ là cái gì vậy? Thì mình có like không? Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Áo nâu dùng cho em ha. 69.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã nâu. Tuyết Lê có rồi, lên mã áo nâu với em mấy chị. 69.000. Len thì không có thiếu mấy chị ơi. Nhưng mà mỗi tội là lên nó đắp tới xong mấy chị. Đi rồi luôn ly ha. Áo nâu cho Nguyên Trần 853-69. Chị Nguyên Trần đơn trước em đi luôn cho mình rồi chị nhở. Nâu cho Tuyết Lê là nặng. Nào lấy cho liền với em áo nâu 69.000 ạ. Rồi lên liền cho em mã xét xám dùng cho em. Bao nhiêu này? Rồi lên liền em 179.000. Lên liền em mã xét xám 179 dùng cho em. Form 60kg đổ lại men ok. Bộ này là phải chút ngay và liền. Mùa này là phải có mấy chị ơi. Nha mấy chị ơi nha. Lên liền cho em mã xét xám dùng cho em với giá là 179.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã xám 179 dùng cho em nè. Cái bộ này chắc em nói thật luôn á mấy chị. Siêu siêu đẹp luôn.
form cho mấy chị 60kg đũa lạnh men ok. Lên liền cho em mã set 6 dùng cho em 179.000. Lên liền em mã 6 179 dùng cho em. Cái bộ này mấy chị siêu nặng luôn á mấy chị. Bộ này chắc đẹp lắm. 179.000. Lên liền cho em mã 6 179 dùng cho em. 6 179. Trời ơi cái này sao nó còn 6 179 lên giúp em ạ. Đây cái này em coi còn size gì nha. Cái màu này đẹp nè. Màu này cũng đẹp nè mấy chị. Khi dùng cho em mã này mã số 15 đi mấy chị. 15 nha. Lên liền cho em mã 15. Kèm size vô. Size S, size M, size L với size L với L với 2L nha. Em còn size gì em bóc size đó nha cả nhà. 15kg là size S rồi tăng lên tới size 2L nha cả nhà ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em kèm size vô mấy chị. Để em coi còn size gì em bóc qua. Em cũng thấy còn S với L không nè. 15kg đổ lại là mặt S mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Khi dùng cho em mã xanh kèm size dùng em. S, M, L, S, L có 2 SL dùng cho em. Vậy là còn còn S, M, L, S, L thôi. Hết 2 SL rồi. 15 kèm size lên với em 99.000 à. Mấy chị. Hết size 2 SL mấy chị ạ. Hết size 2 SL. 15 kèm size S, M, L, S, L. S, M, L, S, L nha mấy chị nha. Chờ lại kèm size vô dùng cho em với. 15 size M bạn Thảo Nguyên. S, M, L, S, L thôi mấy chị ơi. Trời ơi. Tính năng size to nhiều. Cái đồ bé. Test cho Nhi Huỳnh. Rồi cái này lên liền 15 kèm size lên giúp em chưa. Đầm nhung 89.000 size S thôi mấy chị ơi. Lên liền em mã đầm nhung 89.000 size S. Size 2L em hết rồi mấy chị ơi. 15kg là size S mấy chị tăng lên tới size XL dùm cho em. Ở đây cho tới đây là nặng. Ví dụ như 15kg là size S nè, 17kg là size M, 19kg là size L nha mấy chị ơi nha, 21kg là size XL nha mấy chị ơi nha, cứ tăng lên size như vậy mấy chị. Size S cho em nhỏ. Rồi lên liền cho em mã váy dùm cho em 89.000 dùm cho em. Size S thôi mấy chị ơi, con này 52kg đổ lại thôi đầm nhung. Như hình có size S rồi, 15CXL cho Dung Nguyễn. Con này là hàng đầm Noel đó mấy chị. 15 em chứ còn ML thôi mấy chị ơi. 12kg thì mặc size S đó mấy chị, 14kg đổ lại là 15 em còn ML thôi ạ. Mấy chị em ạ. 15 S cho Phùng Nguyễn. Phùng Nguyễn này là cái ấy đúng không chị ơi. Sao theo em hết rồi chị ha, em chỉ còn ML thôi ạ. Rồi lên liền cho em mã váy dùng cho em. Mua con này về mặc Tết này mấy chị ơi. Với lại mặc Noel đấy. Nhưng mấy chị ơi nha. Lên liền cho em mã dùng cho em. Váy 89.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã váy 89.000. Ok chị Nguyễn Hương em nhận được rồi chị hãy chọn đi ạ. Váy 89.000 lên giúp em bây giờ cho Trinh Lê. Lên liền cho em mã váy dùng cho em 89.000. Trinh Lê 860 ha. Rồi con này em có được 3 con thôi mấy chị ơi. 3 con nha mấy chị ơi nha. 169.000 kèm đai cho mình luôn. Con này mấy chị nào có chân vái là mấy chị về phố vô cho Hải. Em nói là siêu đẹp luôn á. Đẹp lắm. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã váy dùng cho em rồi mấy chị. À quên mã áo dạ dùng cho em kèm đai cho mình luôn. Với giá là 169.000, ba con duy nhất Cẩm Minh luôn đi. Ở dạ 169 lên cho em đi ạ. Rồi lên liền cho em mã dạ dùng cho em 169.000. 169 nha, phone cho mấy chị 55kg đổ lại men ok, size M á mấy chị. Hàng của Hải là hàng 2 lớp nha mấy chị nha, 2 lớp cho mình kèm đai luôn. 169.000 cái này về mấy chị phố với lại chung vá này kia mấy chị mang để nhà mang Tết này kia đẹp lắm mấy chị. 169. Lên liền cho em mã dùng cho em 169.000 dùng cho em. 169 nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã 169 dùng cho em. Dạ cho Nguyễn Thanh Trà. Rồi cái này hãy có được có con nè mấy chị ơi. Rồi cái này còn có con duy nhất nè mấy chị. 119.000 màu đen dùng cho em. Từ em lên cái con này ha, xong em sẽ lên cũng lên một con màu đen nữa. Nhưng mà cái dáng của nó là dáng áo cà rốt tốt như thế này ha, mặc lên rất là đẹp. Dạ cho Dung Nguyễn. Rồi cái này lên liền cho em mã dùng cho em. Khi liền cho em mã áo hoodie màu đen dùng cho em. 119.000. Con này là dạ cho Võ Thị Kiều Ly. Con này là hàng LNG nha mấy chị nha. Một con duy nhất thôi. Chờ lấy chút liền cho em mã áo 119 dùng cho em. 119.000 hãy có một con. Đi rồi Nguyễn Thanh Trà.
Lên liền cho em mã áo 119 cho mấy triệu nha. Rồi cái này lên liền cho em mã số 1 đi, 119.000 đây. Con này nha mấy triệu nha. Cái này mấy chị mặc với lại một con đây, quần. Ở đây 119 cho Trang Nguyên Thanh. Cái này mấy chị có thể mặc với lại một con quần ôm hay là một con quần bo đi mấy chị. Một con quần bo chân ở dưới nha mấy chị nha. Mặc với lại cái áo này nó ra một set luôn á, đẹp lắm nè. Nha mấy chị nha. Của nó là cái áo hàng Banda mấy chị. Banda nha mấy chị nha. Cái này nè mấy chị nè, đó, dáng của nó là ngắn ngắn như thế này, con này mặc đẹp lắm. Lên liền cho em mã số 1, dùng cho em 119.000 thôi mấy chị, 119 nha mấy chị nha. Có duy nhất được có hai con thôi. Con áo này em nói hoặc có gì mấy chị phối set đi, mặc rất là dễ luôn. Hoặc là mấy chị phối là chân váy len cũng đẹp nha. Lên liền cho em mã dùng cho em. Chốt liền cho em mã số 1 đi mấy chị, 119.000 dùng cho em nè. Cái này mấy chị về phối set hay là mấy chị mặc với lại chân váy len cũng rất là đẹp luôn. Hàng LNG dùng cho em. Hàng LNG nha mấy chị. Số 1 119 lên cho em nha. Lên liền cho em mã số 1 dùng cho em, 119.000. Một mấy chị ơi, 119.000 dùng cho em. Rồi con này em có cho mình được hai màu. Em có màu nâu và em có màu đen. Nâu và đen nha cả nhà ơi. Vui xem và tránh tương tác và chia sẻ like lên giúp lại cho em đó mấy chị ạ. Chính là cái áo này đẹp hơn, năm ngón em bán nè mấy chị. Ngón em cũng có bán cái set này nhưng mà em thích cái áo này chắc dạ của nó dày hơn. Đẹp chưa? Đẹp lắm ấy. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Ghi dùng cho em cái mã này là mã áo caro kèm màu. Em có màu đen và em có màu nâu. Chị nào thích màu gì không mình màu đó dùng cho em. Đen và nâu nha mấy chịu nha. Lên liền cho em cái này về mấy chị phối với lại chân váy á. Chân váy thì chị nào cũng có rồi mấy chị ha. Nếu mà mua set mà 400-500 ngàn về cái chân váy cũng phí mấy chị nha mấy chịu nha. Thiệt cái chân váy đó ai cũng có hết trơn á. Lên liền cho em caro nâu và caro đen dùng cho em. Set nâu rồi, set rồi. Không áo thôi nha mấy chị nha, đen và nâu dùm cho em. Áo đen và nâu thôi chứ em phải xếp mấy chị nhở. Cái này caro đen và caro nâu cho khỏi bị nhầm nha. 100 mấy? 159 ngàn. Caro nâu hành phạm. Caro kèm màu đen nâu thôi chú em, caro đen cho Trần Ngọc Mai. Đen nâu nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mà áo len nè, em có duy nhất một con thôi. Có một con duy nhất nè mấy chị. Đó, một con áo len siêu cấp luôn á, đẹp lắm nè. Rồi lên liền cho em mã áo len 129 dùm cho em. Cái liền cho em mã áo len 129, á chị mặc phải cái con màu kem đậm đó không? Hay là khác à? Cho chị cắt cái nó cái khác nữa. Nè, một con thôi mấy chị, len xanh, dáng của nó ngắn ngắn. Con xám hồi nãy anh chốt có một con với nó nào. Cái xám caro này nè. Mùi chứ đừng bỏ. Chờ bỏ luôn nữa. Chưa bỏ. Lên xanh 129 lên giúp em đi ạ. Giống mà. Đây áo em mặc còn nè mấy chị. Áo em mặc 119 ngàn chèo lấy đi. Lúc nãy chị nào không có chốt được thì chốt đi nha. Hàng đẹp quá. Nè xịn lắm. Hơi bị xịn nha mấy chị nha. Cái này là mặc kiểu như nó vừa người đó mấy chị. Vừa người nha mấy chị nha. Theo cho mình luôn nè. Theo nha. Chị nào ưng mua hàng cao cấp thì lấy con này. Em nó hợp luôn ấy. Người ta bán 200-300 ngàn đó, người ta mới sale đó mấy chị nha. Em bán cho mấy chị 119 ngàn. Nếu mà chị nào mà ôm sale mà bán mấy cái dòng này mà tầm khoảng 200 mấy, người ta về người ta bán cho mấy chị rẻ nhất cũng phải là 190 nha mấy chị nha. Em bán cho mấy chị 119 ngàn. Lên liền cho em mã hoodie kem dùng cho em 119. Hàng theo nha. Theo cho mình luôn nè. Đó, hàng LNG dùng cho hãy. Lên liền cho em mã kem dùng cho em 119 ngàn. 119 nha cả nhà. Hàng đẹp mấy chị ơi, cho chị con túi đen. Túi đen này còn không? Hả? Lấy kem màu chính cho thằng Nguyễn. Lên liền cho em mã túi màu đen dùng cho em, mini dùng cho em ha. Lên liền cho em mã túi dùng cho em với giá là 79 ngàn. Bà anh Phạm mua này về cho bé đeo. Mua về cho bé Tết đeo, Vĩ Hương ấy, nhỏ nhỏ. Em còn được 4 con màu đen. 4 con màu đen ha. À 79 ngàn, chờ lấy đen đi đen 79 ngàn dùng cho em, dễ thương lắm mấy chị. Chị nào có con gái, mua cho con gái về Tết mang cũng dễ thương mấy chị ơi, hai mẹ con mang cặp cũng được. Lên liền cho em mở túi đen mini dùng cho em, 79 ngàn dùng cho em nè. Lên liền cho em đen 79 ngàn lên giúp em đi ạ. Lên liền cho em mở túi đen dùng cho em ha, 79 ngàn dùng cho em, màu đen. Màu đen 19 cho Lê Vân. Đen dùng cho em nha. Rồi cái này màu gì? Màu này là màu kem kem á mấy chị, màu trắng trắng ha, trắng sữa mấy chị. Lên liền cho em mã trắng sữa dùng cho em, 79 ngàn luôn. Lên liền em mã túi trắng sữa mini dùng cho em, 79 ngàn. Túi trắng sữa nha, ủa màu đen đẹp mà mấy chị.
Đen đẹp lắm luôn ấy. Đây, chị nào ơi, trắng sữa lên cho em 79 ngàn. Đây cho em mã trắng sữa dùng cho em với giá là 79 ngàn dùng cho em. Trắng sữa nha cả nhà ơi, 79 ngàn túi mini dùng cho em. Lên liền cho em mã túi mini. Trắng 79 ngàn lên được không? Rồi, con này được 2 set. 2 set nha mấy chị nha. Chân vái dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã set tặng mấy chị cái set này 79 ngàn. Size của Hải đang cầm là size con này đang cầm là size M ấy. Lên liền cho em mã set size M dùng cho em. Set size M nha cả nhà ơi, 79 ngàn có 2 set. Cái này mấy chị cọt ở phía sau dùm em ha. Cọt phía sau không, phía trước gì đây nè. Chân vái của nó có quần bên trong luôn. Trắng 79 ngàn thu nguyện. Hải có được có 2 set thôi mấy chị ơi, 79 ngàn luôn. Quần còn còn con này thì gì cả nhỉ. Quần xám mà môi chim đó mà nó còn. Rồi, để lên cho mấy chị xem cái hình lại lại. Ôi cái đầm nó khá cái dâm. Trời ơi, cái dâm này mấy chị. Đẹp quá à. Dâm nè mấy chị ơi. Mà quần của nó là quần ống sung luôn mấy chị. Em tặng mấy chị con dâm này 99 ngàn luôn nè. Lên liền cho em mã dâm 99 ngàn. Có 4-5 con thôi. 4-5 con ha. Chị lấy dâm ghi dâm dùm cho em. Đẹp quá. Cái này chị nhiều quá rồi. Số 79 nha Hiền Lê. Cái này chị Dương Nguyễn mặc vừa này chị. Đẹp lắm đấy. Trời ơi, cái dâm này mấy chị ơi, mà cái màu quá trời đỉnh luôn á. Đây, dây cho mình nè. Đẹp lắm, 99 ngàn. Chờ lấy dâm ghi dâm 99 ngàn. Người ta bao. Á, à, quần xám này mấy chị ơi. Lên liền cho em mã xám dùng cho em 129 ngàn. Lên liền cho em mã xám 129 dùng cho em có 5 quần nè. Còn gì đây nữa nè. Rồi lên liền cho em mã xám dùng cho em đi mấy chị. Xám nha mấy chị nha. Với giá là 129 ngàn. Thì cái dâm hàng nó xịn thật luôn á mấy chị. Trời ơi khách ơi, như thế này rồi sao về hàng Tết mà hàng cao cấp. Đây này. Đẹp lắm luôn. Kèm đai cho mình. Ôi tròn có biết sao nha. Siêu đẹp luôn á. Xám 129 lên giúp em nha. Lên liền em mã quần xám 129 dùng cho em nè. Ghi liền cho em mã xám 129 dùng cho em. 129 ngàn dùng cho em. Xám ơi, cho Nguyễn Như Thùy. Ba chân, nó giống con màu đen với con màu nâu á mấy chị. Lên liền cho em mã quần xám dùng cho em 129 ngàn. Chị nào mà mua mấy cái quần này nè mấy chị, về mình phối đồ hơi bị xịn luôn á. Lên liền cho em mã dùng cho em. Ghi liền cho em cái mã này là mã xám dùng cho em 129 ngàn. Xám nha cả nhà ơi, 129. Xám 129 lên cho em ạ. Sáng như Thu Nguyễn 101. Sáng cho Thanh Tâm 517. Sáng Đinh Nguyên. Được, múa này bỏ chưa em? Đó, chết. Đó, cái mình để bên cạnh đây nè. Còn số để một lần chỗ hộp chiếc rồi đó. Là hết ngôi rồi. Hết ngôi rồi. Thì Thanh Tâm ơi, chị có rồi mà chị ơi, từ từ bên đọc tên đó chị hả? Đó vừa rồi là đi rồi, cái gì vậy? Rồi cái này lên liền cho em mã dùng cho em nè. Xám cho Nguyễn Tranh. Rồi cái này lên liền cho em mã áo. Em tặng mấy chị con này 89 ngàn. Áo khoác len 89 ngàn. Có con thôi 139 ngàn. 139 thôi, tặng mấy chị 89 ngàn. Lên cho em 139 khoát 89 ngàn ạ. Lên liền cho em mở khoát 89 ngàn. Phát cho Hoàng Mai. Rồi lên liền cho em mở set nâu dùng cho em 199 ngàn dùng cho em. Hôm nay cho mấy chị nào mà 58-60kg đủ lại men ok cho Hải luôn. Rồi lên liền cho em mở set nâu dùng cho em. Set nâu nha mấy chị. Thì chị cũ gì giống Nguyễn. Rồi lên liền cho em mở set nâu dùng cho em với giá là 199 ngàn. Lên liền cho em mã set nâu 199 dùng cho em. Set nâu nha mấy chị nha, 199 ngàn. Set này là hàng LNG dùng cho em.
Hàng LNG nha mấy chế ơi, hàng đẹp lắm luôn ấy. Cái cà quần của nó nè, cà quần nha mấy chị yêu nha. Chào lấy thì chốt là dùng cho em mã set nâu, dùng cho em 199.000 dùng cho em. Nâu 199 nha, chào lấy nâu ghi nâu 199 dùng cho em. Nâu 199 lên giúp em ạ. À. Lên liền cho em mã set nâu 199.000. Thắng về á. Đi lên hôm bữa của em là anh ngục, vô luôn đi luôn rồi, chiều cho bùi xuống dịu ơi. Rồi cái này lên liền cho em mã áo len 79.000. Đi lên chủ nhật em ạ. Rồi lên liền cho em áo lên dùng cho em 79.000 dùng cho em. Em giục mấy cái đơn mà không nghe máy giục vào đây cho chị. Rồi em xả mấy cái đơn hàng khách không nghe máy với là hàng lẻ cho mấy chị luôn nha. Không sao làm gì. Hả? Không. Sao làm tí nó không mua về nó bị chặt á chị. Nó sợ không có mặt đẹp á. Hôm qua quá trời người chốt luôn em hỏi anh. Anh chốt này không không. Rồi 199.000 lên liền cho em mã len siêu cấp 199.000 đi. Xem mấy chị. Một con duy nhất luôn 199.000 lên liền cho em mã siêu cấp 199 nha. Rồi cái này em lấy mấy cái hàng mà lại lẻ một cái hàng cho em. Này mấy cái hàng mà không. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em đi mấy chị. Long dùng cho em 199.000. Trời ơi nghĩ sao cái con này mấy chị ôm qua quá trời mấy chị chốt cũng được. Long 199 nhất ca thi, ca thi còn một con à. Để con thử trong cái hàng đó còn. Rồi lên liền cho em mã quần le 139.000 size S này mấy chị. Quần le 139 size S dùng cho em. Lên liền cho em mã le dùng cho em. Le dùng cho em ha. Con đó mấy chị ơi em đi khảo giá hết mấy bạn bán toàn là bao nhiêu nè. 300-400.000 không hết. Cho chị con khoác lên sáng nữa nè. Lên sáng với lại con lên lên nâu mấy con lên khoác mồi tốt. Rồi lên liền cho em mã le S 139 dùng cho em. Le S cho Nguyễn Linh. Rồi cái này lên liền cho em mã dùng cho em. Ghi dùng cho em cái mã này là mã trắng 89.000 dùng cho em này. Áo trắng 89.000. Con này khỏi phải bàn rồi nha. Em về là chắc cũng phải là 3-4 đợt. Còn mấy chị đợt nào mấy chị khách sĩ cũng hỏi chứ không á. Con này bán chạy lắm. Cái này mấy bạn mặc với lại quần ống sung á. Quần ống sung nha. Hoặc là mấy cái quần mà nếu quần ống le mà le siêu hách chân ấy nhau cả nhà. Lên liền cho em mà áo trắng 89.000, 65kg đổ lại mang được luôn. Lên liền cho em mà áo trắng. Lên liền cho em mà áo trắng dùm cho em. Em này mấy chị. Nói cái đơn mà mấy chị không nghe máy nè. Trắng 89.000 rồi giúp em mấy chị hả? À, giống như là. Rồi 129.000 lên liền cho em mà khoác lên xanh 129 dùm cho em. Ghi liền cho em mã khoác lên xanh 129. Lên xanh nha cả nhà ơi, 129.000 dùng cho Hải. Vừa xem vừa chấm tương tác, vừa chia sẻ like lên với em đi mấy chị ơi. Mấy chị ơi, tương tác lên cho Hải nha, để Hải xả mấy cái hàng mà một cái này mấy chị, không phải một cái mà của khách không có nghe máy đó mấy chị. Lên xanh 129 lên giúp em ạ. Lên liền cho em mã lên xanh 129 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã quần nâu dùng cho em 139.000 nè. Quần nâu này mấy chị 55kg rửa lạc men ok dùng cho em, nó có quần nè. Cái quần nâu này là hàng xịn đó mấy chị, ở dưới của nó nè. Ở dưới của nó là nó sẽ chích eo ở dưới cái chân như thế này nè mấy chị nha, dưới cái lai như thế này nè. Mình mặc lên cái phông quần rất là đẹp luôn, quần nâu dùng cho em 139.000, quần này xịn lắm mấy chị ơi, về bao nhiêu cũng hết luôn ấy. Quần này lên mặc siêu siêu đẹp luôn. Lên liền cho em quần nâu 139.000, đẹp lắm mấy chị, cái quần này xịn ơi là xịn luôn. Lúc tối có lên màu đen mà hết rồi mấy chị. Lên liền cho em mã quần nâu dùng cho em 139.000 dùng cho em. Quần nâu 139 ha. Rồi cái này lên liền cho em mã size M dùng cho em nè. Lên liền cho em mã quần size M 139, quần dán ôm. Quần này là dán ôm size M dùng cho em 139.000 dùng cho em. 139 nha, coi dán dùng cho em. Ủa anh gửi ở Đà Nẵng hay Hồ Chí Minh? Thì địa chỉ mới gửi đi gửi mấy cái địa chỉ mua có. Gửi Hồ Chí Minh cho chị mà. Ờ đúng đó. Rồi chị nói chị ta. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Cái dùng cho em mã quần ôm size M dùng quần cho em. Quần size M 139 cho lên liền. Ok chị đã hãy chuyển tiếp nha chị nha. Đã hãy chuyển tiếp vô Sài Gòn lại. Rồi cái này size 27 nè mấy chị. Lên liền cho em mã quần size 27 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã quần size 27 dùng cho Hải này, Hải có quần rồi mấy chị. Một quần size 27 nha, chào lấy chút em mã quần size 27 dùng cho em.
quần size 27 nha, chị lấy quần đi, quần size 27. Quần size 27 139 ngàn là giúp em chị hả? 139 ngàn, lên liền cho em mẫu quần size 27, 139. Quần 27 lên ngọc bao nhiêu? Rồi cái này lên liền cho em mã lên sọc. Lên sọc này thôi em tặng nốt cho mấy chị luôn nè. Im em mã lên sọc dùng cho em tặng mấy chị con này 119 ngàn đi. Thời này em nhập cao lắm mấy chị ơi, lên em không có lên đó. Lên em nhập rất là cao. Quần nâu 139 lúc này cho Lê Vân. Em tặng mấy chị con này 119 ngàn luôn, em bán lỗ luôn á. Tại vì chị Phạm Hằng ơi, chị nào muốn hàng bên em rồi gọi chốt đơn, mà xả đơn thì bên em xả hết, bên em không chốt lại được nữa chị ạ. Tại vì lên á em nhập cao lắm luôn á cả em nhà. Sọc 139 nè. 119 ngàn. Em sọc 119 ngàn liền. Rồi cái này là của Hải đang cầm là size 28 này. Lên liền cho em mở quần size 28 dùng cho em. Kim em mở quần dáng ôm size 28 này cả nhà. Quần dáng ôm size 28 nha mấy chị ơi nha. Lên liền cho em mã quần ôm size 28 dùng cho em, hãy có một con này. Một con size 28 nha, chị lấy ôm đi, ôm size 28. À, lên liền em mã khoác bông bơ dùng cho em mấy chị. Lên sầu có một con mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mã khoác dùng cho em với giá là 119 ngàn, khoác bông bơ này chị nào nhận được. Quần size 8 lên ngọc bao nhiêu? Hãy nói thật, cứ nhận rồi là lại hỏi nha cả nhà ơi. Em nói là nó siêu siêu đẹp luôn á, bông bơ này giá trị lắm cả nhà, bỏ ra 119 ngàn. Em nói không có bạn nào mà mua được con này 119 đâu, toàn là hàng 300, 400 ngàn không hết nha mấy chị ơi nha. Trời ơi nó xịn. 119 ngàn, lên liền cho em mã khoác 119. Rồi lên liền cho em mã đen 119 luôn mấy chị. Đen 119 luôn nè. Bomber đen 119 dùng cho em. Cứ dùng cho em mã bomber đen 119. Bomber đen nha cả nhà ơi, 119 ngàn. Tại sao mấy chị không nghe máy nhiều thế? Xong bữa sau không nghe máy là nhầm số không rồi mấy chị. Không nghe máy có nhầm số không à. Đen dùm em. Có 119 xanh cho Hoàng Lê. Rồi cái bạn cá cơm này là cái bạn này em biết nè. Hàng cá cơm này cũng có bán hàng online mà chơi cho nhầm số cũng vui. Vui chút nào luôn. Một cái set này còn không? Rồi 199 ngàn. Lên liền em mã set nhung 199 hàng LNG dùng cho. Rồi lên liền em mã set nhung dùng cho 199 ngàn hàng LNG. Đen cho Hoàng Lê. LNG nha. Lên liền em mã set nhung hàng LNG. Tặng luôn cho mấy chị à. 199 ngàn. Lên liền em mã xét nhung. Xét nhung nha. Hàng cao cấp đó mấy chị, hàng đẹp lắm. Em bán mấy chị 199 ngàn. Cái này mấy chị phải mua trên 300-400 ngàn đó. Bi cu này, bi cu. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Ghi liền cho em mã áo hoodie này, tặng mấy chị con này 99 ngàn, hoodie không nốn. Ok, Trương Mỹ Phượng nhá. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Ghi dùng cho em cái mã này là mã áo hoodie không nốn này. Chị nào lúc nãy hỏi em hoodie không nốn này. Trương Mỹ Phượng có rồi chị. Em bán mấy chị con này 99 ngàn luôn, 99 ngàn nha. Đấy, lại là hàng theo nha. Theo chữ Balenciaga luôn nhưng mà con này không nốn ấy. 99 ngàn, giờ lấy hoodie đi, hoodie không nốn 99 ngàn dùng cho em. Hoodie 99 ngàn dùng cho em. Hoodie 99 ngàn thôi giúp em mấy chị ạ. Cho Nguyên Trần. Chị nè. Đen 99, quần xám, thun bo. Mã 2 99, 109. Ui là trời. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em quần 129 ngàn. Lên liền cho em mã quần xám 129. Quần này còn không nhỉ? Này mã khác mà. Hai cái mã nó khác nhau. Ở đây 99 cho Thu không vậy? Rồi lên liền cho em mã xám dùng cho em 129 ngàn dùng cho em. Thu Nguyễn ơi, chọn thêm thì cọc cho em 200 vào tài khoản đi rồi chốt tiếp chị nhá. Bố qua chị nào cọc, nó qua là gì? À, mà khác rồi. Rồi cái này lên liền cho em mã quần xám dùng cho em với giá là 129 ngàn. Cái này là form cho mấy chị nào mà 60kg đổ lại men ok. Hãy có một quần thôi, 129 ngàn.
Má chờ chị chọn thế này cọc với em 200 vào tài khoản đi rồi chốt tiếp chị ạ. Rồi cái này đen size ủa hồ đen này chốt mấy cái rồi. Rồi lên liền cho em mã đen size M 99.000. Quần này là quần ống sung hàng Quảng Châu cao cấp luôn. Sáng màu 29 cho hàng mi. Cái này là hàng Quảng Châu cao cấp nha, không phải là hàng lên nha mấy chị yêu nha. Đây. Mình sẽ cầm cái chất vải của nó rủ nhưng mà đứng phôn lắm, phôn rất là đẹp luôn. 99.000 size M. Lên liền cho em mã quần 99.000 size M dùm cho em. Quần 99.000 size M có con thôi chứ ơi. Có con nè, đây nè, đó. Ba mã nha, chốt ba mã. Lên ba mã nha mới chịu nha, sao mà gọi. Ủa không nghe máy là sao? 99 cho Lên, hộp bao nhiêu? Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. Trắng dùm cho em, tặng mấy chị con này đây giả vía nè. 89.000. Lên liền cho em mã trắng 89.000 dùm cho em. Trắng 89.000. Lên liền cho em mã trắng 89.000 luôn. Từ 139.000 bán tặng 89.000 luôn. Rồi lên liền cho em mã số 15. Lên liền cho em mã 15 dùng cho em 119.000. Hôm nay nhớ rồi chị Angela ơi. Rồi cái này lên liền cho em mã 15. 15 nha cả nhà ơi. Với giá là 119.000 mã 15. 15 dùng cho em 119.000 mã 15. 15 hoàng liền. Rồi lên liền cho em mã 16 119 luôn. Ủa cái màu này đẹp quá. Rồi lên liền cho em mã 16 119 luôn mấy chị, 119.000. Nhận hàng bao quyền nha, bao quyền luôn em. Em cam kết mấy chị cái áo hoodie, cái áo bomber này luôn á. Nha. Nha. Dưới này đây là 119.000 sao mà tin được đúng không mấy chị? Nhưng mà nhận hàng đi mấy chị ơi, đảm bảo quyền luôn á. 119.000. Lên liền cho em mã 16 119 dùng cho em có con thôi. Tại sao, tại sao? Chân quá hãy mặc. Chân quá hãy mặc là hôm trước hãy like ở trong hàng tao ba hỏi lấy mặt đâu mấy chị mà hết rồi sao ấy. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 69.000 đó mấy chị. Rồi lên liền cho em mã áo bát ca dùng cho em nè. Lóc lông bên trong luôn 240 có con cuối cùng. 16 cho chị Yến Nhi 558. Con này em có một con cuối cùng nha. Lên liền cho em cái mã này là mã mã gì? Mã 17 dùng cho em đi mấy chị. 240 có con duy nhất rồi. Đơn 89.000 đổ lên em ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi cái dùng cho em cái mã này là mã 17 dùng cho em. Áo dùng cho em ha. Với giá là 240 còn con cuối cùng nó hết rồi. Lạnh rồi tranh thủ mua đi mấy chị ơi để ấm có mặt ha. Ít bữa đi mua hàng xấu quá à, mà siêu đắt luôn. Mười bảy em tư lên giúp em ạ. Một mấy con. Mười bảy em tư cho hàng lên. Rồi lên liền cho em mã 18 tặng mấy chị 129.000. Lên liền cho em mã 18 129. Lên liền cho em mã 18 129 dùng cho em. 18 129 ha. Thì các chị nào mà ở trong mấy cái mà chỗ lạnh lạnh ấy, mấy chị đi mua một con áo nó thật luôn á. Em bán cho mấy chị có con áo đó, chưa chắc con áo len này chị đi mua đã 200.000 rồi. Đừng nói gì một con áo phao lót lông bên trong mà có 240.000, quá trời rẻ luôn. Này mấy chị nè, ai mấy anh. Rồi lên liền cho em mã A18 dùng cho em 129.000. Con len xanh, cổ nó là phối cho mình nè. Phối nha mấy chị nha, con này mặc đẹp lắm. Mà màu cũng đẹp luôn mấy chị nè. Nó cái màu này là siêu siêu đẹp luôn. Rồi lên liền cho em mã 18 thôi cho em mấy chị ạ. 18 dùng cho em đi mấy chị. Lên liền cho em mã 18. Ủa sao nó nhiều ghê, hai bà hai con vậy trời. Nhiễm trầm. Đây, chị nào hỏi em cái set di lê này. 18 1 2 9 cho bà lên. Bé yêu Nguyễn nè. Địa chỉ cũ, nếu không rồi mình nhắn tin địa chỉ mới gửi hàng giúp mình nhé. Như chàng. Chị Như Trần Đà Nẵng á. Rồi cái này lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Ok chị Như nha, chị nhắn đi có gì hãy đổi địa chỉ cho mình ha. Rồi lên liền cho em mã A19 dùng cho em nè. Tặng mấy chị cái xế này 169.000. Mình mua ngay và liền luôn ha. Đúng chốt em chốt hết rồi. Nhưng mà có nhiều chị nhắn tin hỏi hãy còn cái xế này hay không ấy. Đây nè. Giờ bị dính một cái xế của khách không okay, em. Ok bằng anh Lê nha. Đây nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em.
ghi lê dùng cho em, cái mã này mã set ghi lê dùng cho em. Em nói là cái sơ mi của nó siêu dễ thương luôn. Xong rồi kèm cho mình một con ghi lê trắng này, set 21 169.000. Các chị nhìn con ghi lê hình phát của nó này, xịn không? Siêu xịn luôn, có một set duy nhất 169.000, có set thôi mấy chị. Một set nha, chị nào lấy chốt liền cho hả? Cái ghi lê phía trên 169. Rồi cái này lên liền cho em mã hồng dùng cho em này. Lên liền cho em mã hồng dùng cho em với giá là 109.000. Lên liền cho em mã len hồng 109. Len hồng nha cả nhà ơi, 109.000 dùng cho em. Ghi dùng cho em mã len hồng 109. Lên liền em mã chân vái dùng cho em 69.000. Trang ơi, đây hàng của mình đi rồi chị. Trời ơi, cái chân vái này dễ thương quá à. Nè mà có 69.000 nè mấy chị. Đẹp lắm, có hai cái túi nữa nè. Cái này mặc với áo hoodie cũng đẹp lắm nè. Sếp có một sếp như một trời. Rồi lên liền cho em mã chân vái dùng cho em 69.000. Ủa mấy cái chân vái này chỉ mặc với áo hoodie này kia nó thật luôn á. Xuất sắc. Lên liền cho em mã chân vái dùng cho em. Rồi cái này lên liền cho em mã quần ống sung dùng cho em. Tặng cho cả nhà con này 69.000 luôn. Chốt em mã quần ống sung 69.000. Quần ống sung dùng cho em ha, 69.000 dùng cho em này. Hôm này 60kg đổ lại men ok. Lên liền cho em mã dùng cho em. Cái liền cho em mã quần ống sung 69.000 dùng cho em. Quần ống sung 69.000. Rồi con này là hàng NGN dùng cho em. Một con sơ mi nè, tặng mấy chị con này 79.000 luôn. Chốt liền em mã sơ mi 79.000. Sơ mi hãy quên mất tiêu chị Trang luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Cứ dùng cho em mã sơ mi dùng cho em. Xuống sơ chính hồng như. Sơ mi hàng NGN dùng cho em 79.000. Con sơ mi này là 55kg đổ lại nhưng ok. Ô 55kg mang vừa chị. Thì đúng ấy, cái chân vái của nó là cái chân vái mà chắc như thế này nè. Sơ mi mà như thầy. Cái chắc như cái áo hồi đang mang là cái chắc hoodie á mấy chị. Cái chắc hoodie xịn ấy. Này sơ mi có hai con. U là trời, hàng NGN mấy chị. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Sơ mi với trò mi 79.000. Lên liền cho em mã áo nâu 79.000. Hàng Burberry dùng cho em luôn. Burberry nha mấy chị nha. À hàng của nhà hàng NGN này. Chờ quá này bao nhiêu anh. Chân váy nãy 69. Chân váy cho mình lên hàng không? Rồi cái này lên liền cho em mà áo nâu đi mấy chị ơi. Tặng mấy chị con này 79.000 luôn. Nâu 79.000. Cái liền cho em mà áo nâu 79.000 hàng nhân tâm. Rồi một con ngố dùng cho em size S này. Tặng mấy chị 69.000. Lên liền cho em mã ngố size S 69.000 dùng cho em. Ngố size S 69.000 dùng cho hãy. Liền em mã ngố S 69.000. Ngố S nha cả nhà ơi, 69.000, hãy có duy nhất một con. Một con ngố này, chèo lấy ngố ghi ngố dùm cho hãy. Rồi lên liền cho em mà áo dây 69.000 luôn. Áo dây hoa. Ngố cho quần anh thay. Ôi, cưng quá trời cưng luôn. Cái này là có tăng đơ, mấy cái hàng này hàng to bao đó mấy chị ơi, bán rẻ quá trời rẻ luôn. Cuối cùng mấy chị mua ấy, xong rồi nó có lẻ lẻ mấy chị kìa. Nâu trên quẻ. Mua mà 79 hay là 69 á, mấy chị mua đâu có đủ đơn đâu, cuối cùng em phải xả ra lại đó mấy chị. Thiệt mà em like, em mua online, em biết là em bán rẻ nên là em mua online cho mấy chị á. Vậy mình. Nó không đủ đơn, 69 nè. Vậy là mỹ đổ. Rồi lên liền cho em mã nâu 49.000 dùm cho em. Lên liền cho em mã nâu 49.000. Cái dùm cho em mà áo nâu 49.000 dùm cho em. Áo nâu nha cả nhà ơi, 49.000 dùm cho em. Một con áo len nâu, ở tay của nó là nó phối cho mình luôn nè. Đẹp lắm, nâu len nâu dùm cho em. Cái dùm cho em mà len nâu 49.000. Len nâu nha cả nhà ơi, 49.000. Nâu cho bắp kiếp. Rồi em có một con yếm siêu dễ thương luôn. Thì mấy chị có thể phối với lại một con áo. Một con áo kiểu hay là một con áo sơ mi gì đó nha mấy chị nha. Lên liền cho em mà yếm dùng cho em nè. Bữa trước chị Elisa cho cái yếm này mà Hải báo hết rồi. Sao mà tự chuyển khoản cho Hải luôn á mấy chị. Mà giờ mấy chị lấy không chứ để lại mặt nè mấy chị.
lên liền cho em mà yếm dùng cho em, tặng với chị con yếm này luôn 69.000 luôn. Yếm 69.000, size của em đang cầm cái con này là 55kg đổ lại nha, chị nào mặc size L thì chốt nha. Lên liền cho em mà yếm dùng cho em, tặng với chị 69.000 nốt luôn, bữa trước là hàng 99 ấy. Hàng 99 mà còn có để like luôn á mấy chị, cho em cái con cái này. Lên liền cho em mã dùng cho em, ngố hết rồi mấy chị ơi. Rồi cái này em có một con quần bé. Một con quần bé size size cho này tầm khoảng 30kg á mấy chị, 30kg nha. 30kg em tặng mấy chị 49.000, chị nào mua cho bé mang. Cái quần bé này em bán tặng 49.000 á, chứ mình đi mua cho con cũng phải 120-130 rồi. Nó còn đắt hơn cả hàng người lớn nữa. Con này nó có co giãn á, mấy chị nào mua cho bé đi. Nó bấm size M nhưng mà nó nhỏ lắm, nhưng mới chịu nha. Lên liền cho em mã dùm em, tầm khoảng hải mặt tầm khoảng 40kg đổ lại thôi mấy chị. Lên liền cho em mã bé dùm cho em. Bé chứ về nặng. Rồi cái này lên liền cho em mã kem dùm cho em 79.000. Rồi lên liền cho em mã kem 79.000 dùm cho em. Lên liền cho em mã kem 79.000, con này là hàng theo. Theo nha cả nhà ơi, 79.000 luôn mấy chị. Lên liền cho em mã áo kem 79.000 có con. Kem dùng cho Hải nha, 79.000. Kem 79.000. Chị Thu Quy mà đuổi gì cũng đưa đơn mà nó đuổi đơn nữa đi ta. À. Thu Quy gì nhưng mà Thu Quy à. Ờ Đi ra, có đi ra rồi không phải luôn. Em thấy đuổi gì mua, đuổi đơn. Đuổi gì đi đâu. Kem 79 như Trinh Nguyễn. Rồi chân váy hoa size XL rồi mấy chị nè. Tặng luôn cho mấy chị con này 49.000 luôn. Lên liền cho em mã chân váy 49.000 dùm cho em đi. Chân váy 49.000, chờ đấy chúng em mã chân váy 49.000 dùm cho em. Rồi cái này lên liền cho em mã áo dùm cho em nè. Tặng mấy chị con này luôn 69.000. Cái liền cho em mã áo 69.000 dùm cho em. Con áo này mặc kiểu đẹp lắm đó mấy chị. Phía sau của nó này. Đẹp chưa? Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Với giá là 69.000. Ôi siêu cưng luôn, đẹp lắm. Lên liền cho em mã áo kem 69.000 dùng cho em. Kem nha mấy chịu nha, 69.200. Cái gì không Nguyễn nhận được rồi ạ. Lên liền cho em mã áo kem 69.000. Áo kem 69 lên giúp em với giá cho hình phạm. Được cái cục áo, một con áo len sáng luôn chị, màu xanh sáng đó. Con này còn mấy con nữa. Rồi cái này 169.000 nè. Đây, không biết còn tối hải xã có một con mà quá trời mấy chị tốt luôn. Đây nè, 169.000, màu kem dùng cho em. Kem nha cả nhà ơi. Con này foam, con này lên foam rất là đẹp luôn, siêu dễ thương nha. Cái này mặc với chân váy này kia đi với chị, đẹp lắm. Lên liền cho em mã dùng cho em. Ghi liền cho em mà áo kem dùng cho em 169.000. Con áo lên kiểu hàng siêu cấp nha. Con này là hàng 200-300 ngàn đấy mấy chị. 200-300 ngàn nha. Đợt đầu em về là hàng 100 mấy á. Lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã lên nâu dùng cho em 159.000. Lên liền cho em mã nâu 159. Nâu 159, con nâu này là hàng lên gạo mấy chị. Lên gạo nha cả nhà ơi, 159.000 dùng cho em. Chốt liền cho em mã nâu 159 nha. Nâu 159 cho em ạ. Kìm em mã nâu 159. Kìm cho em mã lên nâu dùng cho em 159.000 dùng cho em. Rồi cái này lên liền cho em mã xanh. À quên lộn, lên đen dùng cho em, tặng mấy chị con này 59.000 nốt đi. Có 2 con thôi mấy chị. Còn bum bơ không chị ơi? Bum bơ hả, em biết còn hay không mấy chị ơi? Con số chắc hết đó, không biết còn màu nào mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em đi. Cái dùng cho em cái mã là đen dùng cho em đi, tặng mấy chị 59.000 có 2 con. Đen 59.000 lên giúp em đi ạ. Rồi cái con đen này giờ mình mới cầm được hàng lần 1. Đen cho vui vui. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Cái dùng cho em mã xám dùng cho em nè mấy chị. Ôi. Đen cho Thu Nguyên 768. Rồi cái này lên liền cho em mã xám 189.000 mấy chị mua con này đi.
Ô, con này mà số mấy cái con chim vái mà kiểu ngắn ngắn như này dễ thương lắm luôn, mang về bốt đó mấy chị. Xinh ô là xinh luôn á. Lá liềm cây mã 8 dùng cho 189 ngàn. Đang rất là hốt luôn mấy chị. Đợt trước là về là hàng 200 mấy á mấy chị. Đợt này em về được tiêu nè, 189 ngàn. Lá liềm cây mã 8 189 dùng cho 8189 nha cả nhà. Chờ lấy 6 đi 6 dùng cho em 189 ngàn. Quá trời rẻ luôn. Mặt đẹp lắm. Rồi lên liền cho em mã hoa này. Em có một con thôi 79 ngàn. Hoa này size S thôi mấy chị ơi. Lên liền cho em mã hoa size S dùng cho em. Đi dùng cho em mã hoa size S dùng cho em này mấy chị ơi. Hoa size S dùng cho em với giá là mấy? À 79 ngàn. Lên liền cho em mã hoa size S dùng cho em ha. Hoa size S dùng cho em 79 ngàn dùng cho em. Chốt liền cho em mã hoa size S 79 ngàn. Rồi lấy hoa ghi hoa. Hoa 79 cho em ạ. Lên liền cho em mã với hoa dùng cho em 79 ngàn dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã khuôn đen dùng cho em nè cả nhà. Ôi tặng mấy chị con này 49 ngàn. Con này là hàng hàng E&G dùng cho em. Áo phong E&G tặng mấy chị 49 ngàn. Con này là phong xịn nha. Đây. Con này giờ like mà tiếc lắm mấy chị ơi. Ít bữa là không có hàng xịn này để like. Nè, ít bữa vô là mấy chị đi mua hàng xưởng không nha. Áo phong mà tới lúc nó vô mùa là người ta sẽ chạy áo phong rất là nhiều luôn nha mấy chị luôn nha. Áo phong mà chắc PT á nhiều lắm. Còn đây là phong hãng luôn, tặng mấy chị 49 ngàn. Người xem mình giống thứ 8 mình chia sẻ 2 lấy với em chưa. Nha mấy chị yêu nha, siêu mịn luôn. Phong đen 49 ngàn. Lên em mã phong đen dùng cho em. Đi dùng cho em mã phong đen 49 ngàn dùng cho em. Hàng E&G. E&G nha mấy chị. Lên liền mã phong đen 49 ngàn cho em cho hàng liền. Rồi cái này lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã đầm sung 89 ngàn dùng cho em. Sung 89 ngàn dùng cho em. Phong 49 cho Phương Bùi. Phong 49 Tiêu Lê nè. Rồi cái này lên liền cho em mã đầm sung 89 ngàn. Phong 65kg đổ lại men ok. 65kg đổ lại men ok nha. Chốt liền cho em mã đầm sung. Đầm sung nha cả nhà ơi. Với giá là 89 ngàn. Lên liền em mã đầm sung 89 ngàn. Cái dùng cho em mã đầm sung dùng cho em 89 ngàn dùng cho em. Sung 89, sung 89. Thì cho chị mấy cục len nó hồi nãy. Ok, mấy cục len nó thôi. Con cục len nó dưới em, cục len đầm len gì nữa. Sung đen nó như len hồi anh Dương. Rồi cái này lên liền cho em mã dùng cho em. Em có ngồi đó mấy cục hàng váy len nó len nè. Không đen hết rồi mấy chị ạ. Rồi cái này lên liền cho em mã sơ mi dùng cho em. Tặng mấy chị con này sơ mi 69 ngàn nè. Mỗi lần mình coi TikTok mình bán hàng to ba mình coi TikTok mấy cái mẫu này nó hiện lên. Thấy bán quá trời rẻ luôn á, nhiều lúc mà rẻ hơn gấp 3 gấp 4 lần. Con áo này nhiều bạn order về 200 ngàn. Sơ mi với mấy chị, mà cái vải của nó là vải vải bóng rất là đẹp luôn ha. Nó kiểu như là nhũ sao mấy chị. Lên liền cho em mã sơ mi dùng cho em nè. 59 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mã sơ mi 59 ngàn. Sơ mi nha mấy chị nha, 59 ngàn dùng cái này. Mấy chị mấy con này luôn nha. Rồi lên liền cho em mã váy len nè. Chờ lấy sơ mi lên mà sơ mi với em. Váy len nha, bán tặng mấy chị con này 89 ngàn. Sơ mi 59 cho Quỳnh này lên. Rồi lên liền cho em mã váy len 89 ngàn có con. Rồi lên liền cho em mã váy len 89 ngàn. Bây giờ em bán tặng cho mấy chị nè. Chị nào lấy thì tranh thủ lấy nha. 89 ngàn dùng cho em, coi dạng cho mình. Con này là váy len nha, váy len nhập cao lắm mấy chị ơi. Năm nay không có ai bán, ít khi ai bán váy len. Cái lên 89 cho Hoàng Mai. Rồi cái này lên liền cho em mã body đen dùng cho em, tặng mấy chị 89 ngàn. Lên liền cho em mã len sọc 89 ngàn. Cứ dùng cho em mã len sọc 89 ngàn có hai con. Sọc 89 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mã sọc 89 ngàn. Lên liền cho em mã sọc 89 ngàn dài qua gối luôn. Trời ơi, mày nói cái đầm xám này mang. Xám 119 ngàn dùm cho em. Lên liền cho em mã lên xám 119. Ồ, nó đẹp. Má trái luôn, có hai con rồi nữa. Sọc 89 cho Nguyễn Linh. Rồi lên liền cho em mã lên xám dùng cho em. Có hai con thôi mấy chị, 119 ngàn.
con lên thì nó đẹp. Nó liền cái mã lên xám liền cho em 119 ngàn. Đẹp quá trời đẹp luôn mấy chị ơi, lên xám này đẹp. Nó liền cho em mã lên xám 119. Đẹp quá. Em mới chịu nha. Rồi cái này lên liền cho em mã dùng cho em nè. Con này mấy chị nào 65kg đủ lạc men ok dùng cho em 79 ngàn. Lên liền cho em mã đen 79 ngàn dùng cho em. Chúc mày mã đen 79 ngàn. Đen 79 ngàn dùng cho em. Mã đen 79 lên giúp em chưa? Dùng cho em mã lên đen dùng cho em ha. 79 ngàn dùng cho em. Lên đen nha cả nhà ơi, 79 ngàn. Dùng cho em mã lên đen. Cái dáng này, cái dáng lên đen đó là chị nào bào bí vô trang vô tôi luôn á. Mặc được quanh năm luôn đó mấy chị. Rồi lên liền cho em mã sọc dùng cho em nè, 129 ngàn. Một con áo len nha. Thôi con này để mặc đi, tuần trước hình như bán cái kia rồi. Để mặc con này. Ôi cái xếp này đẹp quá mấy chị ơi, mà nó bị dơ mất tiêu rồi. Mấy chị ơi, set này về mấy chị giặt ra dùng cho Hải nha. Chị giặt ra nha mấy chị hiểu nha. Cái này em có được có một set thôi, một set nha. Về giặt ra thôi mấy chị. Con này em bán sale cho mấy chị cái set này 99 ngàn luôn. Giờ lấy chốt đi dùng cho em mã 99. Cái này màu trắng dễ giặt mấy chị, như là chắc em vận chuyển về xa nó bị dơ ngay chỗ này nè, màu trắng nữa. Em tặng mấy chị 99 ngàn. Giờ lấy chốt đi dùng cho em mã set len 99 ngàn dùng cho. Em mã set len 99 ngàn. Tại vì nó có đơn cho em. Có tên chưa? Có sao nội chưa? Có rồi. Có tên 99 cho chị Hồi Thương. Rồi cái này lên liền cho em mã len đen body dùm cho em nè, 99 ngàn luôn đi. Lên liền cho em mã len đen 99 ngàn dùm cho em. Có con duy nhất nè. Con này mấy chị nào mà 55kg đổ lại men ok. Đẹp chưa không? Lên sờ bộ hơi chí lúc nãy cho chị Khả Nhiên. Cái dáng này đẹp lắm mấy chị ơi, trên gối nha. Lên liền cho em mã đầm len đen dùng cho em 99 ngàn có con. Đen 99 ngàn. Lên liền cho em mã len đen 99 ngàn dùng cho em. Len đen 99 cho chị Hồi Thương. Rồi, lên liền cho em mã dùng cho em 129 ngàn. Lên liền cho em mã 129 dùng cho em. Cứ dùng cho em mã 129 dùng cho em ha. 129 ngàn. Ôi con váy nó đẹp. Ở đâu bán con này 129 ngàn chị đi, cũng chịu lắm đó chị. Chị phải mua 6-700 ngàn một con nữa. Nên dùm cho em mã váy sọc dùm cho em 129 ngàn. Sọc 129 ha. Nên dùm cho em mã váy sọc 129. Trời ơi nó đẹp thật sự luôn á cả nhà ơi. Rồi lên liền cho em số 20 dùm cho em. Lên liền cho em mã 20 dùm cho em 129 ngàn dùm cho em. Lên liền cho em mã 20 129 dùm cho em. Lên liền cho em mã 20 dùm cho em 129 ngàn. Mã 20 dùm cho em nè, 129 không có chị. Với 129 cho chị Nguyễn Lê Khả Ngân. Rồi lên liền cho em mã 20. 20 nha. Đây con này được trước em về hàng tẹp là em bán cho mấy chị giá là 160-170 đó. 160-170 nha. Đẹp ghê luôn á trời. Mã 20 cho chị Lệ Huyền. Rồi cái này lên liền cho em mã 21 129 dùng cho em. Lên liền cho em mã 21 dùng cho em 129 ngàn. Lên liền cho em mã 21 dùng cho em 129 ngàn. Dài cho mình luôn nè. Ồ có đầm len này được á. Đầm len á là mình mặc nha mấy chị nha. Mặc là nó căng ra nè. Đẹp lắm. Lên liền cho em mã 21 129 ngàn. Ok chị Khả Nhiên. Ôi. Lên liền cho em mã 22 dùng cho em 129 ngàn luôn mấy chị. Mã 22 dùng cho em 129. Em mấy cái đầm len này mua em mặc luôn mấy chị ơi. Mua nó đắt tiền lắm. Tại vì sao mà năm nay em không có like đầm len mấy chị. Lên liền cho em mã dùng cho em. Cái liền cho em mã dùng cho em ha.
chốt là dùng cho em mã, dùng cho em hôm nay mùng 1 hãy không có nói gì tới chuyện vấn đề hàng hóa nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Ồ cái xanh nó đẹp quá mấy chị ơi. Rồi cái này lên liền cho em mã nâu hay là lúc nãy bao nhiêu vậy? Rồi cái này lên liền cho em 129 nâu dùng cho em. Cái dùng cho em mã nâu 129 nè. Cái gì ăn ơi ba nha. Cái gì khởi nhiên nha. Rồi cái này lên liền cho em mã nâu dùng cho em 129 nè. Ủa mấy chị ơi, lấy con này đi, chị nào mà mặc đầm body á, mấy chị mua đầm len đi, mặc lên dáng đẹp lắm luôn, co giãn tốt nữa mấy chị. Mã 22 là bổng rồi. Nâu á. Rồi lên liền cho em mã 23 dùng cho em. 23 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 22 là xanh. Xanh mời chứ thôi. Hoàng Lê. Rồi cái này lên liền cho em mã nâu cho mình này lên. Con đen này mấy chị, của nó là mình mặc như thế này ha. Xong mình mặc ra là nó sẽ xòe ở dưới này nè mấy chị. Nó xòe nhẹ dưới nha mấy chị, nó ôm ngay chỗ cái eo của mình á. Tạm mấy chị con này 99 ngàn. Lên liền cho em mã đầm len đen 99 ngàn. Len đen 99 ngàn dùm cho em. Cái dùm cho em mã len đen dùm cho em 99 ngàn. Nè, đẹp không? Mã cho chị cái con caro kìa, caro xanh đó. Con caro xanh nó ngọt kìa. Rồi lên liền cho em mã sọc xanh dùm cho em 119 ngàn. Con len này mấy chị ơi, nó không có phải là cái len nhão nha. Mình mặc nè mấy chị nè. Mặc vô nó ôm người rất là đẹp luôn á cả nhà. Lên liền cho em mã sọc. Sọc đi mấy chị 119 ngàn. Lên liền cho em mã sọc dùm cho em. Ủa mấy cái mèo này đúng đẹp nè, nó xinh. Lên liền cho em mã sọc 119 dùm cho em. Sọc dùm cho em 119 ngàn. Ôi cái len của nó ôm mà nó đẹp lắm mấy chị. Đẹp thật sự luôn. 119 ngàn. Cái dùm cho em mã sọc với hải đi mấy chị. 119 dùm cho em. Sọc 119 nè, thường thường đầm len á, lên phôm đẹp lắm mấy chị. Chị nào mà dán khó phối đồ mấy chị lấy cái đó mà. Đợi hãy một chút nha, hãy coi cái con len này còn không ở đây. Đây. 129 ngàn. Nó liền cho em mã caro xanh. Rồi hết cái này mà mai mới đôi về thể thao vô nữa. Trời ơi, nó siêu dễ thương luôn đó mấy chị. Nó liền cho em mã caro xanh 129 ngàn một con đầm len nha. Bằng một con áo thun bình thường luôn mấy chị. Nhiều lúc là rẻ hơn, tại vì len nó sẽ đắt hơn nha mấy chị nha. Từ áo hay là tới váy gì cũng được, cũng xét hay gì mấy chị mua cũng đắt hết trơn mấy chị. Tầm khoảng 200 ngàn rồi nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã caro xanh dùng cho em. Caro xanh nha, 119 ngàn. Còn mấy con? 129 ngàn. Lên liền cho em xanh cho Quỳnh Thị lên, caro xanh cho Lê Ngọc Ánh Dương 129. Lên liền cho em mã caro xanh đi mấy chị, 129 ngàn. Rồi lên liền cho em mã thun. Ui, cưng rong. Tái tạo với chị con này 59 ngàn. Lên liền em mã thun xanh 59 ngàn. Thun xanh 59 ngàn, em có được 5 con. 5 con nha. Lên liền em mã thun gấu dùng cho em này, xanh dùng em. Gấu xanh dùng cho em 59 ngàn, hàng cao bao. Rồi lên liền cho em mã trắng 59 ngàn luôn mấy chị. Lên liền cho em mã áo trắng 59 ngàn, thun mỹ nha, hàng cao bao luôn mấy chị. Dạ, thun xanh lên mở thun xanh, giờ lấy thun trắng lên mở thun trắng nha, 59 ngàn hả? Xanh và trắng dùm cho em, 59 ngàn, hàng áo thun dùm cho em. Áo thun nha mới chịu nha, hết quần rinh rồi chị ơi, quần rinh đâu còn để like đâu. Trắng cho thun Nguyễn 58. Dạ, lấy trắng lên mở trắng lên 59 ngàn hả? Rồi lên liền cho em mã len hồng 109 dùm cho em. Cái liền cho em mã len hồng 109 dùm mấy chị. Len hồng dùm cho em ha, 109 ngàn dùm. Thu trắng thu nguyên có rồi, thu nguyện có rồi chị ạ. Rồi lên liền cho em mã len hồng 109. Cái dùm cho em mã len hồng dùm cho em 109 ngàn dùm cho em. Len hồng nha cả nhà ơi, 109 ngàn.
Rồi cái này chốt là dùng cho em mã set, dùng cho em tặng mấy chị cái set này 89.000 luôn, có 2 set. 2 set tặng luôn mấy chị ơi, 89.000 một con quần bo này. Kèm cho mấy chị một con áo này. Với giá là bao nhiêu? 89.000. Lên liền cho em mã set kèm 89.000, 60 kg mà ok có 2 set. 2 set thôi mấy chị ơi, tặng mấy chị nốt 89.000, có 2 set nha. Set 89 cho lại ổn chưa? Hết mới mà kèm số điện thoại luôn cho em mấy chị ạ. Rồi lên liền em mã set nhung đi mấy chị nè. Set 89 cho Dung Nguyễn. Rồi lên liền em mã set nhung đi. Em tặng luôn cho mấy chị cái set nhung này 89.000 luôn. Set nhung này siêu dễ thương. Tách riêng ra mặt cũng được nha. Lên liền em mã set nhung 89.000. 55 kg đổ lạnh em ok. Cái áo của nó nè mấy chị nè. Hàng tay của nó nè. Theo cho mình áo nhung nè. Đẹp lắm. Nguyên set luôn. Lên liền em mã set nhung chân vải dùng cho em 89.000. Có 3 set nhung cho Dung Nguyễn. 3 set nha chị lấy thì chết nha. Xin hôm đen cho Lê Hồng Anh Dương. Xin hôm đen cho Vy Vy. Con hãy này hãy có cho mấy chị mấy. Đây cái con này là con yếm á. Vì mấy chị mấy bạn phố là sơ mi nha. Hoặc là phố mấy con áo mà áo bèo á mấy chị nha. Phôm nó đẹp lắm. Dễ thương lắm mấy chị. Cái này em bán tặng mấy chị 49.000. Lên liền cho em ở váy dây 49.000. Cái này về phố với lại yếm á mấy chị, nó là một con yếm nha mấy chị nha, hãy tặng mấy chị 49.000 luôn. Phố với lại sơ mi á mấy chị kìa, hay là mấy chị phố với lại kiểu như là một con áo bèo bèo bên trong cũng được, hay là mặc một con đầm dây xong khoác cardigan cũng dễ thương nha mấy chị nha. Tặng luôn 49.000, con này là hàng Quảng Châu nha mấy chị nha, mà em bán tặng mấy chị luôn. Lên liền cho em mã 49.000 dùm cho em. Lên liền cho em mã váy dùm cho em ha, 49.000 dùm cho em, váy dây 49.000. Dễ thương lắm đó mấy chị. Hoặc là bạn nào mà nhỏ nhỏ con một chút xíu á, mặc đẹp. Với dây 49.000 lên giúp em à, cho Minh Quảng Nguyễn Thị, cho An Eva. Rồi cái này lên liền cho em mã sọc, cái này là áo của nam nữ thì mang ok. Với 49 là nhì vô. Rồi cái này lên liền cho em mã sọc Bảo Trâm. Sọc dùm cho em ha, 69.000 có một con thôi. Lên liền cho em mã thun sọc, 69.000 một con hàng gắn chip cho mình đi. Lên liền cái mã sọc 69.000 áo sọc. Sọc 69.000 trơn. Rồi lên liền em mã quần 69.000, con nào không chốt là có lỗi nha mấy chị ơi nha, giống con quần đen hả hay mang á. Con này mấy chị nào mặc size M, size L đều mang ok, nói chung là S, M, L đều mang được hết nha. Tặng mấy chị con quần này 69.000, quần anh lấy quần này nè. Cái quần này là giống cái quần đen mã hai mang đó mấy chị. Sunline như thế này cho mình nè, hàng to bao nha mấy chị ơi nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã quần kem dùng cho em 69.000, mấy chị mua quần này đi, đẹp lắm ấy. 69.000 cho Phạm Thảo. Lên liền cho em mã quần 69.000 dùng cho hả. Cái quần này dễ có đồ lắm mấy chị ơi, thiệt ấy, đẹp lắm. Lên liền cho em mã quần, cái này nó có chung á chị, SML gì mang được hết nha, có 69.000 mấy chị ơi. Quần chiến nhi. Để về luôn, cái này hàng to bao á, bây giờ lỡ like rồi like cho mấy chị á. Quần cho Phạm Thảo có rồi chị ạ. Quân cho chị xe dịch vụ du lịch Vũng Tàu. Lên liền cho em mã quần 69.000, lấy quần đó. Lên liền mã quần 69.000 giúp em ạ. Rồi lên liền cho em mã áo. Ôi ôi đẹp quá nè, 69.000. Lên liền cho em mã áo kiểu 69.000 dùm cho em. Lên liền cho em mã áo kiểu 69.000, đẹp chưa. Trời ơi, xinh lắm luôn mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em, áo kiểu dùm cho em 69.000. Tơ kiểu dùng cho em 69.000, con này đẹp nè. Quân Trung Nguyệt. Lên liền cho em áo tơ 69.000. Áo tơ kiểu 69.000 dùng cho em, hàng to bao nè mấy chị. Hàng to bao nha. Đó, giờ lỡ bóc vàng ra thì like cho mấy chị nha. Áo kiểu cho Thu Nguyễn, áo kiểu Hoàng Liên. Áo kiểu đó giúp em 69.000 à. Hàng Lê có. Rồi, rồi cái này lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi cái này lên liền cho em, cái mã này là mã set dùm em nè. Cái dùng cho em mã set dùm cho em với giá là bao nhiêu? Cái dùm em mã set đi, tặng cho chị cái set này 69.000 luôn, size M.
lên liền cho em hả? Xế 69.000 size M dùng cho em. Xế 69.000 size M dùng cho em. Xế ra cả nhà ôi 69.000. Quân kem như Nguyệt Nguyên tối rồi, chị Kali Trần chị lấy áo kiểu hay sao? Áo kiểu 69 cho chị Kali Trần. Rồi em có một con quần lét mới mà, em số điện thoại với em đó mấy chị ơi. Rồi em có một con quần lét riêng hàng xịn nó mới chẹt. Con hãy dưới chân của nó là bo như thế này cho mình. Bo nha, đẹp lắm. Quần lét riêng này tặng với chị 69 ngàn luôn. Nó còn xịn hơn cả hàng lét riêng kia. Quần này 69 hơn bùi. Đây mấy chị quần, rồi lên liền em mẫu quần lét riêng 69 ngàn dùng cho em. Giờ lấy quần xám là mẫu quần xám à. Rồi lên liền em mẫu quần xám 69 ngàn. Chị lấy quần kem, ghi quần kem cho nó khỏi bị nhầm mấy chị. Hương Bùi lấy quần nào chị ơi? Cái quần này là quần legging nha, quần legging hàng Quảng Châu á mấy chị, nhận về đi. Cái vải của nó rất là đanh luôn, mặc không bao giờ bị sạc luôn á. Đẹp lắm. Lên liền cho em mẫu quần legging xám dùng cho em. Tặng mấy chị luôn 69 ngàn luôn. Xét cho Kali Trần 69. Rồi lơ liền cho em mã sọc 69 ngàn. Quần xám vừa lấy kiên cho Hà My. Ồ nó đẹp. Quần kem cho Phương Bùi. Rồi lơ liền cho em mã sọc 69 ngàn. Đẹp áo kiểu cho Nguyễn Thị Mỹ Anh. Đẹp lắm luôn ấy, con áo sọc này nè. Phải đúng tình luôn, hàng cao bao. Nguyễn Thị Mỹ Anh em đưa luôn số điện thoại cho anh đi mà. Phong sọc sẽ lên Ngọc Anh Dương. Rồi cái này lên liền cho em mã 69 ngàn. Lên liền cho em mã áo đỏ dùng cho em. Đẹp chưa? Vải siêu siêu đẹp. Tay này mới chị, tay bồng bồng. Lên liền cho em cái này mặc quần ống xung là đúng hợp luôn á. Dáng của nó là dáng crop top đó mấy chị. Lên liền cho em mã áo đỏ dùng cho em. Mà vải đã lắm, vải rất là xịn luôn. Rồi lên liền cho em mã áo đỏ crop top dùng cho em. Nút bọc nè mấy chị, nút bọc nha, cái này chị về chị mặc với lại quần ống sung á chứ. Cởi Thu Nguyên 768. Dùng cho em mà áo đỏ dùng cho em 69 ngàn, mua mấy con này về mặc ngon em mấy chị. Đỏ lên cho em ạ. Cái liền cho em mà đỏ dùng áo đỏ em. Cho chị Nguyệt bao. Nguyên 929. Lên liền cho em mà áo đỏ 69 ngàn dùng cho em. Đỏ cho Quỳnh Anh Thi. Cho chị con áo màu đen không nói. Lên liền cho em mà áo đỏ dùng cho em 69 ngàn. Đỏ cho Hậu Trần. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Tặng mấy chị con này 99 ngàn. Lên liền cho em áo đỏ đen ơi ba. Áo hoodie dùng cho em 99 ngàn. Lên liền cho em mã áo hoodie 99 ngàn dùng cho em. Hoodie kem 99 ngàn hàng theo. Theo nha cả nhà ơi 99 ngàn. Lên liền cho em mã 99 ngàn dùng cho em. Dồn đơn với nờ tem gì ăn. Ok chị Nguyễn Thị Nhan ạ. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Áo hoodie kem 99 ngàn. Chị nào cần hoodie mà không nấu mới chị lấy nha. Đẹp lắm ấy. Lên liền cho em mã hoodie kem 99 ngàn. Rồi lên liền cho em cái mã này là mã váy dùng cho em 69 ngàn. Lấy nè mấy chị, size này mấy chị nào mặc size M đổ lại thôi. Size M đổ lại nha, mà nó xinh ôi là xinh luôn. Này có cầu vai, không phải là có cầu vai. Ở bên trong mấy chị nhìn nè. Nó làm, à nó làm nhíu cho mấy chị nè. Đây nha, ở trên cái vai của nó nè. Nó sẽ làm xếp ly á, lên cái tay của nó lên rất là đẹp nha mấy chị yêu nha. Tay cũng vậy luôn nè. Lên liền cho em mã đầm hoa dùng cho em 69 ngàn. Này ở trong hàng to bao thì em mới có ôm được sale mấy chị ở 69 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mã hoa 69 ngàn. Hoa Lê Hồ Bánh Dương. Lên liền cho em mã hoa có 69 ngàn mấy chị ơi. Này nè. Đó. Mua về chụp hình, chụp ơ cho nó đẹp. Hoa Dung Nguyễn. Hoa Quỳnh Thị Linh. Rồi lấy hoa lên mã hoa cho em 69 ngàn ạ. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 89 ngàn. Cái này là hàng nhung. Hồng Vân chị cái gì cột đơn chị ơi. Rồi cái này lên liền cho em mã dùng cho em. Chị Trần Diễm ơi. Mã dùng cho em. Rồi cái liền cho em mã dùng cho em nè mấy chị nè. Em chỉ coi chị có rồi. Chị ơi đông vô tá tiền mà. À hãy quên mất tiêu chị ơi, để xíu hãy chuyển khoản lại cho chị. Không có chị nhận đi rồi em chuyển khoản lại cho chị Trần Diễm á. Chuyển khoản lại cho mấy chị. Thôi cho Hồng Vân.
Còn lên liền cho em mã dùng cho em quần. Rồi lên với Trâm Nguyễn số điện thoại bao nhiêu đó chị ạ? Trâm Nguyễn có đúng không? Chị Hồng Vân ơi. Cái này là nhung nhiều quên rồi. Đây mấy chị ơi, quần nhung nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì chốt liền cho em. Đây. Lên liền cho em mã con này, em có size màu nâu nha. Màu nâu size S con, chị lấy nhung ghi nhung dùng cho em. Size S nha mấy chị nha. Với giá là 89.000, chị nào lấy thì chốt liền cho em. Cái này mà mang về bốt cao quá trời ơi, em nói là nó siêu hợp luôn. Và mấy cái quần này mang không bao giờ bị hư nha mấy chị nha. Giặt cũng không bao giờ bị chóc này kia luôn, xịn lắm. Chị nào mà mua áo nhung của Hải năm trước là biết nha mấy chị nha. Nhung này nè. Ok cái Hồng Vân nha. Dùng cho em ghi dùng cho em mã quần nhung dùng cho em. Với giá là 89.000, size S thôi mấy chị. Size S thôi nha, lên liền cho em mã nhung. Nhung 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 dùng cho em 89.000. Nhung 89.000 lên cho em đi ạ. Lên liền cho em mã nhung 89.000. Rồi cái này là Hải có một con quần bồng, quần phòng nha, 59.000. Chờ lấy chút em mã quần 59.000. À, cái này mua về mặc với lại mấy chị, mua về ở nhà mình mặc với lại mấy con áo crop top á, mặc cũng xinh nè. Hoặc là mình ở nhà mình mặc với lại mấy con áo dây á mấy chị, mặc lên cân lắm ấy. Nè, mua ở nhà mặc cũng được mấy chị, mà hàng xịn lắm. Đây nè. Của nó là hàng hai lớp bên trong cho mình luôn, có túi luôn nha. Lên liền cho em mã quần bí dùng cho em tặng mấy chị 59.000. Quần bí dùng cho em 59.000 có 3 con. Cái quần này đơn giản mà đẹp. Em nói là mua ở nhà mặc cũng sướng lắm mấy chị, thoải mái lắm. Quần bí này đẹp. Tặng mấy chị 59.000. Lên liền cho em mã quần trắng bí 59.000 có 3 con. 3 con nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Chị có mua áo vàng. Ừ, đó là da nhung quá mấy chị. Da nhung quá mấy chị. Da nhung quá, cái đó là da nhung chứ không phải là da thường ấy. Hôm nay làm gì có hàng đâu. Hôm nay không phải không có hàng mà là không muốn bán nữa mấy chị ơi. Năm nay bán con áo nhung 400-500 ngàn. Da nhung chắc không ai mua mấy chị ơi, nên là không có về. Rồi lên liền cho em mã khoác bomber dùng cho em nè mấy chị, 109.000. Có được có 3 con thôi. 3 con nha cả nhà ơi, 109.000 bomber dùng cho em. Em bán mấy chị con này 109.000, em còn 3 con thôi. Tại vì cái mẫu này em chạy số lượng chắc cũng phải là mấy trăm con rồi đó mấy chị. Mấy trăm con luôn ha. Ở đây là cho mình nè. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em hai lớp cho mấy chị luôn. Em bán tặng mấy chị con này 109.000 mấy chị lấy đi. Rẻ hơn bình thường mấy chị mua là 30.000 nha mấy chị nha. Mà còn ở ngoài là rẻ hơn tầm cũng phải là 150-160.000 rồi. Lên liền cho em mã áo bomber dùng cho em 109.000. Lên liền cho em mã bomber. Bác cho Nguyễn Hồ. Bomber 109 nha, chị lấy chốt liền cho hai. Rồi lên liền cho em 109.000 này mấy chị. À quên, 139.000 còn con cuối cùng. Một con duy nhất nha, 139 dùng cho em, áo vịt dùng cho em, hàng siêu cấp luôn đó mấy chị. Hàng siêu cấp nha mấy chị nha, 139, dáng của nó là dáng ngắn ngắn như thế này. Con áo này mặc dễ thương lắm, mặc với chân váy cũng được. Hay là mặc quần rinh ống sung này, hay là mặc với lại quần mấy con quần mà mấy con chân váy này, mấy con quần mà quần phòng này kia cũng đẹp nha. Quần bo chân cũng đẹp nữa, ra một set luôn. Lên liền cho em mã áo vịt 139 có con thôi. Ở sáng 139 cho Lê Ngọc Bình Dương. Một con duy nhất. Rồi con này 119.000 còn con duy nhất, vậy nào mút luôn cho Hải đi, 119.000. Lên liền cho em mã áo nhung 119 dùng cho em. Ghi liền cho em mã áo nhung 119 55kg đổ lại. Nhung 119 55kg đổ lại mày ok, có con duy nhất à. Chờ lấy nhung ghi nhung. Nhung 119 dùng cho em. Đây nè, con bơ 119 có con. Cái này màu này nam mang được. Cái này nam mang được nha, mấy chị mua cho nam mang nè. 119.000. Lên liền cho em mã 119 dùng cho em. Áo nâu 119 thiệt. Thật sự luôn mấy chị, bán con này mà bán 119.000 vì cả nhà cầm lên tay đi xong rồi sẽ nhớ tới Hải luôn mà đó thật. Không thể nào mà tưởng tượng một con bumper người ta bán 350.000 mà em bán cho mấy chị 119.000 luôn mấy chị. Nha. Yeah. Quá là xịn luôn. 119.000 nha, form này à. Bumper 119 Nguyễn Linh. Đổ lại mấy chị, đẹp lắm. 119.000.
hết giờ là rẻ. Cái con bum bơ này ở trong cánh nam nó mấy chị, rất là bạn cánh nam nó thích lắm luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi cái liền cho em mã dùng cho em này mấy chị này. Cái dùng cho em mã lên 159.000, có một con cuối cùng luôn màu đen này em hết rồi. Lên liền cho em mã dùng cho em. Cái dùng cho em mã này là mã mấy chị? Sám hết rồi, bum bơ hết rồi chị Bùi Nguyễn ơi. Rồi cái này lên liền cho em, cái mã lên 159.000 dùng cho em. Lên 159 ha, ghi dùng cho em mã lên dùng cho em, 159.000 dùng cho em nè. Con lên này nha, 300 mấy, 400 mấy không mấy chị ơi, 159.000. Lên liền cho em mã lên 159 dùng cho em, ghi dùng cho em mã áo lên 159 khoác lên ra đi ra. Cái này bumper này là dáng vừa nè mấy chị, còn bumper lúc nãy là dáng dài. Em cho chị con áo quá. Lên cho Nguyễn Hường. Chị con áo bóc mà bi hết kìa. Còn không? Đây mấy chị, con này là dáng vừa cho mình nè. Con này dáng vừa 109.000 ha. Em nói thật luôn mấy chị, khách sĩ của em á cứ hỏi chị ơi còn bum bơ hay không á, nhưng mới chịu, nhưng mà em hết sạch bum bơ rồi. Mỗi mã nó có một con nên là em lười like mấy chị. Bây giờ cuối like em mới like cho chị nào chốt á. Nó còn một cái không mà, tại vì nó bị lẻ mấy chị. Chốt hàng nhiều quá thì tất nhiên phải còn một con. Hay là của mấy chị nào mà không có nghe máy này kia mấy chị nha. 109.000 con này là dáng vừa cho mình nè, nhưng mới chịu nha. Lên liền cho em ạ. Bum bơ nâu dùng cho em 109.000. Đây con này em có nè mấy chị. Con này như bao nhiêu con này? Rồi cái này lên liền cho em. Nó một là dính cho Nguyệt Nguyên. Áo này đẹp lắm. Rồi con này nha, con này em ôm được sale. Con này là dáng vừa nè mấy chị. Dáng vừa nha. Con này em bán tặng mấy chị đi 119.000. Lời ăn lỗ chịu nha, không nhớ tối bán bao nhiêu chị. Giỡn chứ mua đi 119.000 sao ra rẻ đó, còn kèm theo cái móc nữa. Đây là theo nó giống cái con áo mà em bán cho mấy chị 149.000 ấy nha, nhưng mà thôi em bán con này mấy chị giá là 119.000. Kèm móc nha, dáng vừa. Chị nào mua mặc dáng to là mua dáng vừa này may ha, mặc dễ lắm mấy chị. Con này mấy chị mặc hoodie á, mặc hoodie dưới này ha, xong mấy chị khoác cái này bên ngồi đẹp lắm. Lên liền cho em mã dùng cho em 119.000. Lên liền cho em mã 119 dùng cho em kèm móc nè mấy chị này. Kèm móc cho mình luôn ha. Lên liền cho em mã dùng cho em 119 dùng cho em 119.000 nha cả nhà ơi. Cái liền cho em mã 119 BB dùng cho em ha. Xịn lắm mấy chị ơi, kèm móc quá trời rẻ luôn. Cái này bạn đi mua xương xương cũng 200 rồi. Em nói rẻ nhất là cũng phải là hàng 200 rồi. Bán mấy chị 119.000. Đó 119 chứ Thu Huyền. Lên liền cho em mã dùng cho em 119.000. Thiệt mà. Mặc mấy con này dễ lắm mấy chị ơi, nghĩ sao không có mua trời. Đẹp quá trời đẹp. Lên liền cho em mã dùng cho em. Không phải Vương. Ôi lại chị chốt nâu nào. Chị chốt cái nâu nào chị Nguyệt Nguyên ơi. Cái đó mã nó bên lên mã nâu quá chị. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Cái dùng cho em mã dùng cho em. À nâu dáng dài, nâu dáng dài đâu có hết rồi chứ. Em coi chị coi áo bông bơ ngồi kia còn màu hồng. Ở dưới, dưới Nguyệt Nguyên. Ủa nó mấy cái này. Ô rồi dính vô Thu Nguyễn 101. Lên liền cho em mã áo đi mấy chị, 119.000 mấy chị ơi. Nhỏ coi còn màu hồng rồi đó. Có bông bơ. Còn ở xem chị đó chị hát như phòng mấy con. Trời ơi trời. Lên liền cho em mã mấy chị ơi, bông bơ kèm móc. Đây em còn được hai con màu hồng này. Hồng bánh bèo nè mấy chị. Ở ngoài kia có hồng pha nữa đây. Đây chỗ có đẹp. Ừ. Đây hồng này còn được hai con nè. Này con này chứ nào mà mặc thích màu hồng lấy con này đi. Xinh lắm luôn á, size của nó cũng màu hồng luôn. Đẹp lắm mấy chị, màu hồng này đẹp nè. 119.000. Lên liền cho em mã hồng. Lấy cái màu này mấy chị. Màu này đẹp nè. Màu hồng này hồng kiểu như là mặc nguyên hồng luôn nha, không pha tay luôn nha, đẹp. Lót bên trong của nó cũng hồng luôn nè. Là mấy chị biết là cái hàng nó xịn như thế nào rồi. Lên liền cho em mã hồng 119 dùng cho em. Có 119.000. Hàng theo nha. Mấy cái này mặc với là áo hoodie này, này kia mấy chị phối đẹp lắm. Rất là dễ luôn. Hoặc là các bạn mặc áo thun á, mặc áo thun á mấy chị, mặc áo thun trắng ở bên trong ấy, xong rồi phối nha, 119.000. Lên liền cho em mã dùng cho em.
ngày mai em mới gọi cho đơn thì Thu Nguyễn nha. Không, ở ngoài em không thấy em Nguyệt Nguyên. Cái hàng len nó kìa, hai trên len nó kìa có mấy con hồng hồng nhạt pha màu nâu nè em nữa. Đen là cái nào chị Linh? Có không em? Rồi đây em có một con này nữa nha mấy chị nha. Em lên nốt mã này đi rồi em tắt tối em lên nha. Tối em lên hàng hàng vải. Chị Linh lên lấy đen nào ạ? À? Đây con này đẹp. Con này đẹp nữa mấy chị. Bao nhiêu ký vừa quá. Có em đang mặc mấy chị nào 55 kg đổ lại ha. À, mấy con này là phun bumper mà bumper dán rộng ấy nha mấy chị nha. Đây đẹp nè. 119.000 nốt mã cuối cùng nha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã pha dùng cho em. Không là chị Thục My chưa lấy hồng đậm lúc nãy luôn ạ. Rồi mà cái này lên liền cho em mã pha 119.000 pha nè. Em thấy cái hồng đậm nó dễ thương ghê lắm. Nó bánh bèo đẹp lắm mấy chị. Rồi lên liền cho em mã hồng pha dùng cho em 119.000 bao giá luôn á nha. Chị nào mà thấy em bán rẻ quá sợ mấy chị. Cứ mua thử đi có 119.000 thôi. Ông đậm cho hoa đằng. Ông đồng trở thục mi trương. Rồi cái này lên liền cho em mã dùng cho em. Tại vì hết rồi, chị like hết rồi mà. Đâu còn đâu, mấy cái mèo này là chị về nhiều hơn nè. Tại vì em tưởng đâu là cho con gái mấy chị nó là em lấy toàn mấy cái màu hồng như thế này mà. Em đâu có nghĩ là cái phôm nó to như con trai đâu mấy chị. Hết rồi. Cho chị cái nón lờ vi đi nha, nón lờ vi đó nè. Cái thục mi trương à. Rồi lên liền cho em mã hồng pha dùng cho em đi. Mấy chị nón lờ vi nè. Cái này nãy là nóng gì? Là về chứ gì? Nhờ la hết chưa? Cũng đó còn dư đó đó. Hả? Rồi lên liền cho em mã nón dùng cho em 89.000 dùng cho em nè. Lên liền cho em mã nón 89.000 đi mấy chị. Cứ dùng cho em mã nón 89.000 hết rồi mấy chị ơi còn được 3 con nè. Ủa áo đó còn một con nè. Dạ không chạy em bảo. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Cứ dùng cho em cái mã này là mã nón lông nha 89.000 mua đồ đi mấy chị. Vừa đẹp, vừa thời trang mà còn vừa ấm nữa nha mấy chị nha, có 89.000 thôi. Lên liền cho em mã nón 89.000 về chụp hình số mã siêu đẹp luôn. Giờ lấy hồng ghi hồng, hồng pha dùng cho em nè. Hồng pha nha mấy chị nha. Rồi thôi em tắt like đi mấy chị. Tối em lên nha. Tối em lên cho mấy chị ha. Bỏ như vô hồng 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 đậm á. Rồi bye bye mấy chị nha. Linh bé Hải chưa có lên được chị ơi. Cháu hãy lên hàng người lớn. Bye bye mấy chị nha.